Chào toàn thể quý anh chị em bà con của bạc mình nha. Tiếp theo ngày hôm nay lên sale nhiều mặt hàng cho quý anh chị em bà con của bạc mình. Rồi, đầu tiên sẽ lên sale cho mình một cái sản phẩm, đấy là cái loài lắp cái mặt bích nhé, để lắp dự lưỡi của máy mài. Nhưng bây giờ nó sẽ khác hơn nhé. Đây là cái màu này là đầu ngoài là bằng Eco nhé. Rồi cái này là có Eco 17 luôn. Như này thì mình mua về như này thì mình bình thường xuyên là nó có lỗ, bình thường nó có hai cái lỗ, nhưng bây giờ cái này đưa mỏ lít cali vào mở là nó cỡ nào nó cũng ra hết nhá, ấy không bị sờ xiết lưỡi gì hết. Rồi một cặp như này 15.000 quý vị nhá, một cặp như này 15.000 thôi, giá phải nói là siêu bèo nhèo luôn. Rồi, cặp 15.000 quý vị nhá. Đây tiếp đến là cái bộ mũi khoang này, cái bộ mũi khoang hàng cao cấp này, khoang này là khoang sắc trắng, khoang trắng nhá, đấy mũi trắng nhá, cho nên cái màu này rất chi là bén. Cho nên mình khoan được inox thoải mái cho em này. Một bộ như vậy là 130.000 à, một bộ như vậy 130.000 nhá. Gồm có 18 cây. 18 cây 180.000 à, 130.000. Rồi, còn nối cái kéo này, cái kéo này nó bị hang rỉ. Đấy, thải với kho nó bị hang rỉ, này hàng mới nhá quý vị nhá. Chưa qua sử dụng luôn nhá. Rồi, thanh lý cho mình với giá chỉ có 15.000 một cây. Đấy, 15.000 thôi. Giá mình nói là hết sức rẻ cho quý anh chị em bà con hoặc mình. Tiếp đến là cái bộ, một cái bộ nhé, để mình lắp vào máy khoang. Đây, đây là có hình ảnh minh họa này, lắp vào máy khoang. Đây là cái đầu của nó để mình cắt tôn quý vị nhé, đầu để cắt tôn, lắp vào máy khoang để cắt tôn. Nói chung là máy khoang điện, khoang pin gì lắp cũng được hết quý vị nhé. Nó có hướng dẫn trong này, nó có đầy đủ, nó có hướng dẫn đầy đủ trong này. Khoang pin, khoang điện gì mình cũng lắp được hết các em. Rồi mình về mình cứ lắp vào, mình cắt thoải mái, không bị đau tay nhé, dùng bằng máy nhé. Rồi, thanh lý cho anh em bà con bạc mình với giá chỉ 100.000 một đầu thôi. 100.000 một đầu thôi, giá bên này là rất rẻ cho quý anh bà con, anh chị em bà con bạc mình. Rồi, tiếp đến là cái sản phẩm cái bộ cái bộ Toro Rai Ren nhá. Cái bộ mình con ren nó bị cháy hoặc là mình khoan mình muốn bắt một con ren con gốc gì đấy, thì cái bộ này là gọi là bộ Toro Rai này, ren đấy. Rồi, một bộ như này 140 quý vị nhé, một bộ là 140 thôi, giá phải nói rẻ. Còn bác nào mà thường xuyên hay sửa chữa mà ốc vít nó bị gãy ấy, thì mình khoan ra, mình khoan, mình cho cái này vào, mình mở ra nhá. Cái này là bộ mở ốc gãy cho em này, bộ mở ốc gãy 65.000 thôi, bây giá 65.000 nhá. Rồi, thanh lý cho bác thợ xây này, thợ xây hay là nhà anh nào thường xuyên làm vườn cũng được. Đấy, một cái bộ màu bay rất là ngon nhá, rất là xịn luôn ấy. Cảng có khuy này, rồi hai bịch đôi, hai đuôi đầu này, rất là ngon nhá. Một cái đi combo nhá. Rồi một cái bằng tét này, một cái bằng tét nữa là 80.000. Còn bác nào mua lẻ thì cứ một cái 40.000 em nhá. Mua lẻ thì một cái 40.000. Rồi đến cho mình thanh lý con những thân bu lông này. Em có cái lô thân bu lông này này, quý anh chị em bà con hoặc mình quan tâm thì alo này, thân bu lông nhá. Hitachi thanh lý chỉ có 250.000 thôi. 250.000 cho em nhá. Rồi tiếp đến cho mình nữa là cái sản phẩm mà rồi em này nhá. Tiếp đến nữa là cái sản phẩm này cho quý anh chị em bà con của bạc mình này nhá. Rồi một cái thước kẹp điện tử nhá, thước kẹp mà kẹp mà có điện tử báo luôn và cơ cũng có luôn nhá. Nó có thông số sẵn như này, cả điện tử cả cơ, hai chức năng như này. Thì em sẽ thanh lý cho mình với giá chỉ có 100, cây này 220 nhé, cây này 220 rất chỉ là yêu thương quý vị nhá. Rồi thanh lý cho mình cái bộ chuông này, bộ chuông này bấm cửa nhá, bộ chuông bấm cửa, cái này 100, giá 100 cho quý vị này. Rồi thanh lý nốt này, cái màu này thì những cái này là cái bàng là quý vị nhá, bàng là mini. Đấy, có hơi nước luôn, khi mình mặc vào trong người cái chỗ nào nhăn thì mình có thể là thoải mái luôn nhá. Rồi thanh lý cho mình 50.000 thôi, 50.000 một cây nhá, 50.000 một cây. Là kim kim tuốc dây điện nhá, kim tuốc dây điện 35.000 nhá, kim tuốc dây điện 35.000. rồi cái này là cái mở bộ này là bộ sản phẩm để mở xích nhá, mở xích. Đấy, khi mà mình căng xích này, mình tăng xích hay là mình cần chặt xích vào cái thì mình không phải đưa ra đe mình gọ nữa, mà cái này mình sẽ vặn thôi thì nó sẽ bung ra nhá. Rồi rất chi là ngon, hàng cao cấp quý vị nhìn thấy nhá, đúc rất chi là chắc chắn và xịn sò. 80.000 một cái quý vị nhé, 80.000 thôi, nó vẫn cực kỳ là rẻ cho quý anh chị em bà con hoặc mình mua về sử dụng. Rồi thanh lý nốt cái bộ bu lông Drama.
thì con này bên em sẽ sell cho mình là 560.000 thôi. 560.000 một bộ nhá. 560.000 này, máy theo kèm hai pin một sạc, chân pin phổ thông nhá, rất chỉ là ngon luôn. Lực siết là 330 Newton quý vị nhá. Lực siết 330 Newton. Rồi dây dù này, hai dây dù thì đây, dây dù này mình về mình làm gì cũng được nhá, buộc hay là làm treo vòng treo đồ gì cũng ok hết nhá. Rồi giá bên em thanh lý với giá chỉ có 65.000 thôi. Thì 65.000. Đây 65.000. 65.000 cho quý vị bà con bạc mình nhá. Rồi tiếp cho mình nữa, đây là cái sản phẩm cái búa này, búa đóng đinh quý vị nhá. Búa đóng đinh bên em có hai loại búa đóng đinh này. Cái này là loại lớn nhá, loại lớn đây này là 65.000, loại lớn 65.000 quý vị nhá. Còn loại nhỏ là 55.000. Đó đó, 13 này là loại nhỏ nhá, 55.000. Còn búa 16 này là búa lớn này. Đấy, cực kỳ là đạt luôn nhá, đóng đinh cực kỳ là ngon. Cái này thì khá đầm tay. Cho anh nào hơi khỏe khỏe. Còn cái này thì anh nào vừa trưa trưa nắng nắng thì cầm cái này thoải mái hơn nhá. Rồi, 55.000 và 65.000. Anh nào chọn được cái gì thì alo cho em nhá. Vợt muội ấy, vợt muội quý vị nhá. Rồi lên cho mình quy vợt muội này. Đấy. Vợt muội 95.000 một cái thôi nhá, một cái vợt muội. Hàng rất chi là xịn. Đấy. Ở dừa có cái đường nhựa cho nên hàng này rất chi là xịn sò nhá. Nó không bị tạp tàm gì hết á, rất chi là an toàn. Đấy, vợt muội có đèn báo nhá, và đặc biệt sạc điện trực tiếp 220V. Đấy, 95.000 một cái thôi. Thân khoang pin này, đấy, thanh lý nốt cái thân khoang pin. Thân khoang pin này thì bên em sẽ sell cho mình với giá là 265.000 nhá, 265.000. Chân pin phổ thông quý vị nhá, Drama. Đấy, 3 chức năng chân pin phổ thông. Rất chi là ok. Rồi, đó là khoang pin, còn khoang điện anh nào có khoang có nhu cầu khoang điện thì có khoang điện nhá. Con này thì 240, hàng cao cấp lắm quý vị ơi. Hàng này cực kỳ là ngon ngon nhá. Rồi có cả điều chỉnh này, đấy, điều chỉnh tốc độ này nhá, điều chỉnh tốc độ này. Và có đảo chiều đầy đủ. Con này là một chế độ thôi. Khoang tôn bằng vít, khoang tường không được nhá. Con này không có chế độ khoang tường đâu. Nên thanh lý cho mình giá 240. Đấy quý anh chị em bà con hoặc mình quan tâm đến mẫu nào thì alo nhá. Rồi, đến nha, mình thêm một cái mẫu nữa, đấy là cái mẫu CB. Thì em có hai cái mẫu CB vàng. CB này là phi chống giật quý vị nhé, CB chống giật chống cháy ra này. Hàng cực kỳ cao cấp và xịn sò quý vị ơi. Hàng chuẩn bị cao cấp và xịn sò. Đấy. Hàng này thì bên em có hai mã, một mã là 65A và một mã là 45A nhé. Này mã này là 65, có mã 40 nữa nhá. Đấy, mã 65 thì nó là 150.000 là 65. 160.000 là 65.000 nhá, còn 40. Đấy, mẫu 40 thì nó là 120, 40 là 120. Đây, những cái mẫu này thì em nói thật với quý vị, hàng này ra ngoài không có giá này đâu. Em bán phải nói là rất chỉ là nhiều. Đấy, cho quý anh chị em bằng. Cái mẫu này á, mẫu mình vừa chống rò này. Đấy, đây là mẫu 40 nhá. Nó giống nhau hết nhưng mà có loại 40 và loại 60. Đấy, rất như này. Đấy, có hộp đều luôn nhá, có hộp mà tủ bảo vệ luôn. Đấy, chống rò, chống giật, chống chống quá tải nữa nhá. Đấy, rất là ngon. Đấy, thanh lý với giá chỉ có là 120 là loại 40A và 63A là nó là 150. Đấy, quý anh chị em bà con hoặc mình quan tâm thì alo cho em nhá. Và tiếp đến là cái dòng sản phẩm bóp cơ tay nhá. Cái mẫu bóp cơ tay này ấy, là mình để tập thể dục. Mình để nói chung là dành cho những cái bác nào mà hay thường xuyên tê tay tê chân này, hoặc là tập cơ tay cơ chân ấy, thì mình sử dụng cái dòng sản phẩm này cực kỳ là hay nhá. Đặc biệt là các cái cụ già rơi vào tầm 60 tuổi đổ lên ấy thì nó mình thường xuyên ấy, mình ngồi cũng có việc gì, mình vừa uống trà, mình đánh cờ, mình ngồi mình bóp bóp cho cái cơ tay của mình nó hoạt động. Đấy, là luôn luôn tốt nhá. Và cái này mình có thể điều chỉnh luôn, điều chỉnh được nhá, từ cái mức là từ 5kg cho đến là 60kg này. Đấy, mình xoay ở đây nhá, cực kỳ là hay luôn. Và nó có đếm luôn này, có đếm cái số lần mình bóp, giống như ngày này mình có thể là bóp 30 và lần sau mình có thể bóp lên 35-40, tăng dần và có số đếm cho mình luôn nhá. Với giá chỉ có 35.000 thôi. Đấy, đợt này em về em xả rẻ nhá, 35.000 một cái này, cực kỳ là ngon luôn nhá. Tiếp đến là cái dòng sản phẩm một cái bộ khóa cờ lê nhá, một bộ khóa này cờ lê từ 8 đến 24. Đấy, nó là đến từ 8 đến 24 quý vị nhá. Đấy, khóa đầu một đầu vòng một đầu mở này, nó rất chi là xịn sò, với một cái chất lượng thép này. Đây là hàng Yeti, hàng của Ueta cho em nhá, hàng cực kỳ cao cấp và xịn sò, với một cái chất thép là
thép của nó là thép công di nhá. Đấy, hàng cực kỳ là cao này. Nó từ 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 10 nói chung là nó đến 24 này. Đây là đầy đủ như này đây nhá. 17, 18, 19, 20, 22, 24. Gồm 14 cây như này. Với một cái dòng chất lượng cao, em bao cho tất cả quý vị mua một bộ xài cả đời nhá. Ai bác nào mà cẩn thận hơn nữa thì truyền tầng 2 đời 3 đời luôn. Với một cái bờ clay zeti. Đấy, ngày hôm nay em thanh lý với giá chỉ có là 230.000 thôi nhá. 230.000, hàng cao cấp, hàng xịn sò cho em, đảm bảo chất lượng cho quý vị bà con của bác mình sử dụng nhá. Đây đây là hàng chất lượng thép, chất lượng vàng cho quý vị luôn này nhá. Tiếp tục ngày hôm nay em có về một cái lô tô vít nhá, một cái tô vít Nhật xịn sò luôn quý vị ơi. Đấy, cực kỳ là vip luôn. Đấy, cái tô vít này thì nói chung được tôi cái thép cực kỳ là cứng này. Đấy, cái đầu của nó được tôi và được làm 500 từ đó nhá, 500 từ nó hút rất cái gì là xịn, rất là sướng nhá. Vít để là găm vào là vít là mắc luôn. Đấy, hai đầu nhá, đây là cái dòng tô vít hai đầu hàng Nhật xịn sò này. Quý vị nhìn thấy chưa, hàng Nhật Kabushi nhá. Đấy, để em quay cho mà xem này. Đấy, đầu nhá, hàng Nhật xịn sò luôn, được khắc được chữ in sâu ở trên cái máy này luôn. Đấy, Kabushi nhá, cao cấp. Hàng Nhật cao cấp nhá, với là một cái này thì chiều dài của nó cũng tầm lên đến 20 mấy ấy, 20 mấy 30 gì đây, cả càng luôn nhá. Đấy, dài luôn, đây dàn tô vít dài cho em nhá, hai đầu. Tô vít hai đầu cho em nhá, đây. Đấy, hai đầu cho em. Hàng được cực kỳ ngon. Đấy, thép là thép công ghi nè. CRV xong gì là siêu cứng rồi, siêu xịn luôn. Với giá chỉ có là 25.000, thanh lý 25.000 nhá. Đấy, quý anh chị em bà con bạc nào có nhu cầu quan tâm thì ơi em nhá. Hàng cao cấp, hàng Nhật xịn sò luôn nhá. Rồi. Rồi, nên em có về thêm cái lô sản phẩm nhá. Đây cái lô lưỡi cắt gỗ xài máy một tấc mốt mà một tấc nhá. Đấy, hàng cực kỳ là ngon luôn. Đấy, cái đồ cái tôi thép của nó cực kỳ là xịn sò nhá. Lưỡi cắt gỗ cho toàn thể quý vị bà con của bạn mình lắp vào máy cầm tay nhá, cực kỳ là ngon luôn. Thanh lý với giá cực kỳ rẻ, với giá chỉ có là 35.000 một lưỡi nhá. 35.000 quý vị nhá. Xịn sò luôn. Đấy, nhanh tay nhanh chân lên để móc về xài sử dụng nhá. Tiếp tục ngày hôm nay trên kênh của em sẽ review cho toàn thể quý vị bà con của bạn mình một cái dòng sản phẩm nhá. Đấy, đây là một con máy thổi hút bụi mini. Đấy, thực sự luôn, cái sản phẩm này nó có chế độ hút và thổi luôn, cực kỳ là ngon nhá. Với mà một cái sản phẩm hàng Nhật xịn sò cao cấp của em này. Đấy, bên kênh của em không ngừng đi tìm kiếm những cái sản phẩm đảm bảo chất lượng, giá thành hợp lý cho toàn thể quý vị bà con của bạn mình sử dụng nhá. Đây, và một cái con siêu phẩm siêu nhỏ gọn đây, để dành cho những bà con mình làm vệ sinh những cái ghế sofa này, giường tù này thoải mái nhá. Đấy, vừa thổi vừa hút luôn, chỗ nào cần thổi thì mình thổi nhá. Đằng sau này đây là cái đuôi, mình có thể lắp ra nhá, mình có thể rời ra như này và có thể ráp vào luôn. Cái này thì cũng có thể hút này, nó đặc biệt là hút là ok luôn. Đấy, đây mình cái này nó vừa luôn nhá, cái đuôi của nó là nó như này, cực kỳ là ok. Đây, để em ráp vì em một tay nhá. Đây, trước tiên là giới thiệu cái thổi cho toàn thể quý vị mà con mặt đấy nhá, thổi nhá, thổi ok nhá. Đấy, bay gà bay rồi thế này. Đấy, thấy chưa, bay gà này nó bay hết luôn. Còn muốn chế độ hút thì đây, hút thì thoải mái, em không phải lo nhá, hút thì bao la rồi nhá. Với một cái viên gạo như này nó nặng nhưng mà nó hút đầy như này thì quý vị biết như thế nào, chất lượng nó như thế nào rồi nhá. Đấy, một cái sản phẩm này em đang thanh lý trên kênh đang có giá siêu rẻ luôn, với giá chỉ có 180.000 thôi nhá. 180.000. đấy, quý anh chị em bà con hoặc mà ai có nhu cầu quan tâm đến sản phẩm này thì gọi điện vào số hotline em ghim lên màn hình nhá. Là tiếp tục lên một cái dòng sản phẩm ấm siêu tốc cho toàn thể quý bà con các bạn mình nhá. Đây là cái mẫu sản phẩm ấm siêu tốc hàng Cucu, hàng của Hàn Quốc cho em này. Đấy, cái này thì dung tích của nó là 2 lít nhá, dung tích của nó là 2 lít cho em này. Đấy, hàng Hàn Quốc cho em này. Đấy, cực kỳ là ok, xịn sò con tê tê nhá. Đây là cái mẫu thủy tinh có thể nhìn thấy được này, và có bọc nhựa cho em này, bọc nhựa có ngày này. Đấy, cực kỳ là ok luôn nhá. Với một cái sản phẩm chất lượng xịn sò, đảm bảo chất lượng cho toàn thể quý vị bà con các bạn mình sử dụng nhá. Đấy, chống giật này, rồi chống vỡ này, các kiểu này, chống nhiệt, chống nóng này, cực kỳ là hay nhá.
Đấy, với sản phẩm này em đang thanh lý với giá chỉ có 160.000 thôi. Đấy, 160.000. Đấy, quý vị bà con của bác mình có nhu cầu quan tâm thì gọi điện cho em nhá. Đây, về ngày hôm nay em có về một cái lô này. Em về là cái dòng sản phẩm mà mấy ngày hôm nay là cháy hàng nhá. Quý vị hỏi rất là nhiều. Đây là cái đầu chuyển cơ lòng cho toàn thể quý vị nhá. Và đặc biệt ngày hôm nay nó về nó có nâng cấp thêm là cái khuy. Này, cái khuy này là khuy đây, khuy này là khuy để lắp lưỡi nhá. Đây, khuy nhanh cho em này. Và nó nâng cấp, nó làm nhanh gọn hơn này, nó sàng xịn sò hơn nhá. Đấy, cực kỳ là ok này. Đấy, với một cái đầu chuyển cơ lòng để mình cưa các loại đường cong, đường thẳng, nói chung là cực kỳ ok nhá. Đây, và nó được tặng kèm theo là ba lưỡi, là gồm có hai lưỡi cắt cổ và một lưỡi cắt sắt nhá. Thì em vẫn để giá cũ cho toàn thể quý vị bà con của bác mình với giá 110.000 nhá. Đấy, quý anh chị em bà con của bác mình có nhu cầu quan tâm thì ở em. Rồi, lau trần nhà đã về quý vị ơi. Đấy, một cái dòng sản phẩm này là bác ngạc mình mừng luôn về số lượng thoải mái cho quý vị mình xài nhá. Đấy, đây là một cái cây chổi lau trần nhà thì nó có hai cái chế độ này. Đây là cái lông để mình quẹt ở trên cao nhá, mình quẹt ở trên cao. Và đây là cái này là cái cần này, nó bằng inox quý vị nhá, và nó có thể tăng giảm. Đấy, đây nó như một cái cần anten ấy, có thể tăng giảm cho em này. Nó có thể tăng giảm cho em nhé. Và tăng lên thì còn thêm người mình nữa, 4 khớp như này. Thì với là cái trần mà 3m3 thì thoải mái luôn, lau thoải mái cho em nhé. Thì một cái dòng sản phẩm này, cái này bán nhiêu đây? 70. Đấy, cái một cái lau trần nhà này em đang bán giá chỉ có 70 thôi. Đấy, sắc inox dài dằng luôn quý vị nhé. Cần ngon là cành đào luôn. Đấy, cực kỳ ok luôn nhá. Giá cực kỳ rẻ luôn, 70.000. Đấy, quý vị anh chị em bà con của bạc mình có nhu cầu thì nhấc máy alo gọi số hotline cho em nhá. Rồi, chào mừng toàn thể anh em nhá. Đấy, ngày này hôm nay là về lại một cái dòng sản phẩm này. Đấy, mấy ngày hôm nay, mấy bữa cả tháng nay chạy hàng này. Giờ về lại một cái đồi kích 4 tấn nhá. Đồi kích 4 tấn cho toàn thể quý vị bà con bạc mình nhá. Đấy, trọng lượng tối đa kích của nó là 4 tấn cho em này. Và hôm nay em cũng sale với giá cực kỳ rẻ luôn. Đấy, quý chị anh chị em bà con bạc mình ai có nhu cầu quan tâm đến cái dòng sản phẩm này thì ở em nhá. Rồi, thì mình muốn kích thì mình phải khóa cái nút này lại nhá. Và khi mình mở ra này, mình mở thì mình đây, em hướng dẫn luôn nhá. Đây là có cái cần theo kèm này, có cái cần theo kèm cho quý vị nhá. Đây, một cái cần này theo kèm cho này. Này. Và cái này là mình để mình khóa mình mở này nhá. Mình giơ vào đây. Nó như này. Đây, lúc nào mình hạ xuống thì mình nâng lên thì mình khóa nó lại nhá. Vàng theo chiều kim đồng hồ này. Và mình nối hai cái này lại này nhá. Nối hai cái này lại đây, có đầy đủ luôn. Dụng cụ đồ nghề đầy đủ. À đây, nó như này. Đây, như này là cần đồng bảy nhá, cần đồng bảy mình kích này. Hai mình kích nó lên nhá. Này, đổi nó lên. Ok chưa? Cái dòng này là dạng bơm dầu thủy lực quý vị nhá. Bơm dầu thủy lực nhá. Đấy, nó lên này. Nó lên để xem nó lên tối đa của nó là. Đây, nó là hết rồi nhá. Tối đa của nó là rơi vào tầm cái này là 15 phân nhá. Lên là 15 phân cho em này. Nhá, còn cái lúc nào mình muốn hạ xuống thì mình đây. Mình cho vào nhá, mình xả ra nhá. Xả dầu ra nhá. Đó, xong mình ép xuống này. Đấy. Ép xuống quý vị nhá, là nó sẽ xuống cho em này. Và cái này nó mình có thể tăng thêm được chút xíu này. Đấy, đây là con ốc này mình tăng giảm nhá. Nhiều lúc nó một phân nữa mà mình không thể chơi được, nhưng mà cái này nó tận dụng được hai phân nhá. Đấy, tận dụng thêm được hai phân này. Không biết bao nhiêu phân này thì mở ra. Đấy, nó cũng khá dài quý vị nhá, nó cũng khá dài này. Đấy, ok chưa? Rồi, mình nâng nó lên. Rồi, còn nó nâng hạ nó lên kích thêm nhá. Rất kỳ là ok. Rồi, quý vị anh chị em bà con của bạc mình chuyên sửa chữa hay là gì đấy thì cứ ơi em nhá. Đấy, nó lên này, cất lên nó được vài phân nữa thoải mái nhá. Nâng lên này, nó nâng lên nó cũng 7-8 phân, 9-10 phân luôn nhé, không phải ít đâu. Đấy, còn nữa nhá, đây là em chiếc tay thôi. Đấy, còn nó lên được tầm 10 phân nữa quý vị nhá. Đấy, rất kỳ là ok nhá. Rồi, ai quan tâm thì kéo luôn.
280.000 nha, 280.000 là giá chưa bao ship đâu anh em nha. Đấy, anh em nào quan tâm thì ở em này. Rồi tiếp theo ngày hôm nay em có về một cái lô đèn pin nhá. Đấy, một cái lô đèn pin cầm tay. Phải nói là bao chất lượng, bao xịn sò luôn. Đấy, em nó đây nhá. Rồi một cái tay cầm này là tay cầm một cái loại bằng nhôm nhá, cực kỳ là ngon luôn. Siêu chất lượng luôn, siêu xịn sò nhá. Hàng bao chất lượng, bao xịn sò. Và cái đồ sáng của nó thì phải nói không phải bàn nghỉ nữa. Đấy, đồ sáng của nó là siêu chất lượng rồi nhá. Với một cái bóng đèn LED siêu sáng và hai quả pin lớn theo kèm. Đấy, mình có thể xài lên đến tầng 5-6 tiếng đồng hồ thoải mái cho em nhé, liên tục nhé. Rồi với cái mẫu sản phẩm này ấy, đây là bằng kim loại nhé, kim loại nhôm, cực kỳ là ok luôn. Đấy, hàng cao cấp đúc nhé. Đấy, như này, hàng Japan cho em. Thì cái lô này em về còn một số lượng không được nhiều đâu, nên quý vị bà con bạc mình ai có nhu cầu nhanh tay nhanh chân lên nhá. Với giá chỉ có là 145.000, và 145.000 là giá em đang sale đó quý vị nhá. Là nhanh tay nhanh chân lên để có cái sản phẩm tốt xài nhá. Rồi thanh lý giá sập sàn quý vị ơi. Đấy, về ngày hôm nay có lô kéo cắt gà Hàn Quốc nhá. Đấy, một cái lô mà nói là kéo cắt gà Hàn Quốc bao chất lượng, bao xịn sò luôn. Đấy, cắt đâu là đi đấy luôn nhá. Đấy, tay cầm rất chi là dễ thao tác này. Và đặc biệt cái mẫu này thì nó cái móc khóa nó cực kỳ là hay nhá. Đấy, cái mẫu này nó gài rất chi là chắc chắn luôn. Khi mình không sử dụng nữa thì đây, mình không sử dụng nữa thì nó gài vào đây rất chi là ok luôn nhá. Đấy, cái này thì nó rất chi là bền luôn. Bao bền, bao chất lượng nhá. Đấy, tay cầm rất chi là gọn gàng đẹp luôn. Đấy, kéo cắt gà. Cắt gà, cắt đùi gà, cắt thịt gà nhá. Rồi, thanh lý ngày hôm nay về số lượng là nhiều. Thanh lý cho quý vị về mình xài này, 90.000 một cái nhá. Với giá 90.000 thôi. Đấy. Cái này mình có thể là làm cá cũng được nhá, làm cá cũng được ok quý vị nhá. Đây. Làm cá cực kỳ ok luôn nhá. Này, có thể đánh này. Đấy, cực kỳ ok, ngon, khỏe. Bao cắt đầu cá luôn nhá. Rất chi là xịn sò luôn. Rồi, có lò xo bóng từ mỡ luôn nhá. Thấy chưa? Bóp vào nó và được tặng kèm theo một cái nữa này. Đấy, được tặng kèm theo một cái lò xo nữa nhá, để giữ sư cua nhá. Tặng kèm theo một cái lò xo để sư cua luôn. Đấy, cực kỳ là ok. Thanh lý giá cực cốt luôn, 90.000 một cái nhá. Đó, hôm nay em có về tiếp theo cái lô khe ga nhé. Đấy, cái khò ga này. Và ngày hôm nay có giá ưu đãi cho toàn thể quý vị bà con bạc mình thôi nhá. Thanh lý cho toàn thể quý vị bà con bạc mình về xài nhá. Đây là cái mẫu khò ga từ đồng nhá. Đây là nó từ đánh lửa ra Raito. Khi mình bóp cái cò này thì nó sẽ bắn lửa và nó sẽ từ mồi từ ấy, không phải cần hộp quẹt mồi đâu nhá. Đấy, cực là xịn sò luôn. Và cái tăng giảm này, đây là cái nút này là để tăng giảm cái lượng ga lớn hay nhẹ nhá, tùy thuộc mình. Đấy, lắp bình ga như thế này cho em. Thì ngày hôm nay về cái lô này số lượng cũng khá là nhiều, nên thanh lý cho toàn thể quý vị bà con bạc mình nhá. Giá chỉ có 39.000 một cái nhá, 39.000 một cái thôi. Đấy, quý vị bà con bạc mình quan tâm thì ở em nhá. Rồi, tiếp theo ngày hôm nay bên kênh của em có về một cái mẫu sản phẩm. Đấy, quý vị nhìn thấy chưa? Đấy, mấy cái này thì nói thật cho các bô lão hay lưng lớn ấy thì cực kỳ là thích luôn, cực kỳ thích nó nhá. Đấy. Và cái sản phẩm này thì nó có thêm một cái ưu điểm nữa là nó có đèn led nhá, nó có đèn led đấy. Trên này là có hai cái đèn led cho em này, ok chưa? Đấy, và đây là lúp này là có hai loại, một lần loại nhỏ một loại lớn nhá, một cái kính nhỏ một kính lớn cho em. Và khi mình muốn ánh đèn sáng thì có công tắc ở đây, khi bằng đêm mình không thấy đường ấy, hoặc cái chữ nào nó tối nó mờ thì mình mở tăng cường ánh sáng nhá. Với lắp ba quả pin tiểu vào đây này là mình có thể sử dụng cực kỳ ok. Với cái màu kính lúp này đấy, nó nhìn như này, quý vị nhìn thấy đấy, mình có thể tăng to nhỏ đồ sáng sáng tùy theo mình nhá. Đấy, đấy như này quý vị nhìn thấy chưa, nó cực kỳ là ok đấy. 3D nhá, đấy, có đèn 3D luôn, cực kỳ là ngon luôn. Đấy, quý vị nhìn thấy chưa, thay đổi theo từng góc độ nhìn nhá. Rồi, với giá chỉ có 65.000 thôi. Quý anh chị em bà con bạc mình quan tâm đến cái mẫu sản phẩm này thì ơi em nhá. Đấy, thanh lý giá rẻ thôi, hay gọi là bán chơi thôi. Cái này bán chơi cho các bố lão về xài nhá. Nó cực kỳ là sướng. Đọc chữ nho này hay là xem những cái rá này, xem kim cương này thì chơi cái này cho em nhá.
Rồi tiếp theo ngày hôm nay có về một lô sản phẩm là bông vẫy tai hai đầu nha. Rồi, hàng cực kỳ ngon luôn. Đấy. Không bị cong vân luồng gì luôn nha. Đây là que này, là que thân này, que gỗ nha. Đấy, cuốn bông cực kỳ là đã luôn. Vẫy thoải mái nha. Bông vẫy tai, đấy, một hộp như này là 500 que nhé, một hộp 500 que. Và ngày hôm nay em thanh lý cho toàn thể quý vị bà con của bạc mình với giá siêu siêu rẻ luôn nhá, 25.000 một hộp thôi. Đấy, quý vị mà đi ra ngoài mua được cái giá này là em bái phục nha. Rồi, quý vị anh chị em bà con bạc mình ai có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhá. Ấm trà đàm đào đấy quý vị ơi, đấy ấm trà đàm đào nhá. Đấy, một cái bình trà đào Nhật xịn sò luôn, đấy, siêu đẹp, siêu chất lượng cho quý vị bà con của bạc mình nha. Đây, nó thì gồm có 6 cái ly nha, gồm có 6 ly và một cái bình. Bình này bằng sứ nha, sứ này sứ nông cực kỳ là gốm, cực kỳ là ok luôn. Đấy, pha trà uống cực không bị chát nha, cực kỳ là ngon luôn. Đấy, và đây là cái lò này để mình để đựng trà và một cái kẹp nha, một cái kẹp để gấp trà cho em nha. Rồi, thì ngày hôm nay em thanh lý cái bộ này với giá siêu rẻ luôn nhé, với giá thì quá ưu đại, 140.000 một hộp này, 140.000 nhá một bộ như này. Và nó được nằm trong một cái túi cực kỳ là xinh xắn như này cho quý vị bà con của bạc mình nhá. Đấy, nằm trong một cái túi trà đào như này. Đấy, quý vị có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhá. Rồi tiếp tục ngày hôm nay, đấy, bên kênh của em về thêm một cái lô sản phẩm nhá, tiếp tục về nhá, vì những cái mẫu sản phẩm này khách sử dụng bảo cực kỳ là ok luôn. Đấy, đạt chất lượng tiêu chuẩn quý vị nhá. Nên này tiếp tục về hàng, số lượng nhiều cho quý vị bà con của bác mình nhá. Với một cái sản phẩm tông đơ cắt tóc này là nó là hiệu Trang Ly nhá, Di Trang nhá. Rồi, và nó là được tặng thêm theo lưỡi này và mấy cái cử nhá, dây sạc đầy đủ luôn. Đấy, hàng cực kỳ sạc này, sạc trong máy luôn nhá. Bao mạnh, bao khỏe luôn, bao bén luôn nhá. Thì hôm nay em thanh lý với giá sản phẩm này chỉ có giá là 150.000 thôi, 150.000 cho một sản phẩm máy cắt tóc tông đơ, đấy, xài bằng bi nhá, 150.000. Rồi kèo ngầm cho tất cả các anh tí ấy, quý vị ơi, đấy, nhà nào, anh tí mà nhiều ấy, hay thường xuyên quậy phá thì móc ngay cái này về cho em nhá, đấy, về hàng này hàng Thái Lan, nói chung là đảm bảo môi trường. Ngon là cành đào nha. Đấy, về giòn cổ cho nó xài cho quý vị nha. Đấy, ăn vào là ok con tê tê luôn. Đấy, cái bông nó từ chữ phần lên thôi. Nó kiếm miếng nước nó uống là xong phim nha quý vị nha. Rồi, một hộp 25.000 thôi nha. Đấy, thân lý một hộp 25.000. Hàng Thái Lan cực kỳ là ngon luôn. Đấy nha. Em nói ngon nhưng mà quý vị đừng về đừng có nếm thử nha. Đâu, nếm thử là xong phim luôn đấy. Đấy, dành cho những anh tí ngon thôi. Đấy. Rồi tiếp theo ngày hôm nay về một cái lô sản phẩm này. Đây là cái túi bọc thực phẩm quý vị nhé. Đây là gọi là cái trùm để bọc thực phẩm cho quý vị này. Đây là một cái hộp của nó, một bịch như này là gồm có 100 cái quý vị nhé. Đấy, một bịch như này là 100 cái thôi. Mình mua về để bọc cho an toàn thực phẩm ấy, không bị ruồi bâu hay là các cái côn trùng nó xâm chiếm vào nhá. Đấy, mình làm mâm ra mình bọc lại nó rất chi là hợp vệ sinh nhá, rất chi là bắt mắt luôn. Đấy, với cái một cái túi như này gồm có 100 cái thì em đang thanh lý cho toàn thể quý vị bà con bạc mình về xài nhá, với giá chỉ có 10.000 đồng. Đấy, với giá 10.000 đồng một bịch nhá, 10.000 đồng một bịch như này, gồm có 100 cái quý vị nhá, 10.000. Đấy, giá siêu rẻ, siêu yêu thương luôn. Số lượng thì bao la cho quý vị nhá, số lượng bao la. Đấy, em về máy tải luôn. Đấy, quý vị anh chị em bà con của bạc mình có nhu cầu quan tâm thì ở em nhá. Rồi tiếp theo ngày hôm nay em có về một cái lô sản phẩm nha quý vị ơi. Đấy, một cái lô ổ cắm này, hàng cực kỳ là đẹp luôn, bao xịn sò luôn nha. Đấy, đặc biệt là quý vị mua về mình có thể, đây là gọi là một cái ổ cắm đa năng, thì mình có thể là có cổng USB này, có sạc điện thoại này và có công tắc mở nguồn luôn nha. Gồm có 4 ổ cắm thì 5-6 ổ cắm nha. Và cái ổ cắm này ấy, mình có thể cắm đầu bẹp, đầu tròn và đầu ba rồi gì cũng được nha, rất chi là ok luôn. Nó có đầy đủ, rất chi to và rộng. Thì nó có đi kèm theo này 4 cái cổng USB để mình sạc điện thoại như đây nha. Đây là cái dây sạc điện thoại, mình găm vào đây trực tiếp
là với cái nguồn của nó là 2A. Đấy, mình để sạc điện thoại cho em nhá. Và khi mình dùng thì có công tắc nguồn luôn. Đấy, thấy chưa? Là có điện rất là đẹp luôn quý vị nhá. Thì ngày hôm nay trên kênh của em thanh lý cho toàn thể quý vị bà con bạc mình về xài với cái lô sản phẩm ổ cắm nhá. Cái dây nguồn của nó ấy, thì cái dây nguồn của nó chỉ có 1 mét thôi. Có ấy, quý vị nào mà có nhu cầu thì mình về mình nối dài ra nhá. Đây là em nói trước trên line là như vậy. Với cái giá là 65.000 một hộ nhá, 65.000 một hộ thôi. Đấy, giá siêu rẻ luôn. Quý vị có nhu cầu quan tâm thì ở em nhá. Ở tiếp theo ngày hôm nay bên kênh em có về một cái dòng sản phẩm nhá. Đấy, về và siêu rẻ luôn, cực kỳ rẻ cho quý vị bà con của bạc mình luôn nhá. Đấy, với một cái dòng sản phẩm là máy đo huyết áp này. Máy đo huyết áp xài điện tử quý vị nhá. Máy đo huyết áp điện tử cho em này. Đấy, cực kỳ dễ sử dụng luôn. Đấy, bác nhà nào mình cũng nên mua một cái như này về để trong nhà ấy, rất chi là tiền lời nhá. Rồi, rất chi là dễ sử dụng luôn. Cái này thì mình quàng vào trong tay rồi, thì ai cũng từng đi khám bệnh rồi nhá. Thì chắc có lẽ cũng có biết. Đấy, mình quàng vào trong tay mình vẫn vào và có sợi dây. Này nó có một sợi dây nhá. À, dây để lòi ra cho mình đây. Dây này nhá, dây này mình găm vào đây cho em này. Đấy, mình găm vào máy nhá, mình găm vào máy cho em. Đây bên hông. Làm là bên hông này. Này là mình găm như này. Rồi là ok nhá, găm như vào. Xong đó thì mình bỏ pin nhá. Pin thì mình bỏ pin đây. Gồm có 4 quả pin nhá. Mua 4 quả pin nhá. Máy theo kèm là không pin quý vị nhá. Đấy, mình nhớ lưu ý là về mua pin cho em này. Em thanh lý rồi nên không có pin nhá. Rồi, 4 quả pin con thỏ vào đây cho em. Rồi và chỉ bấm nút nguồn này là nó sẽ tự động đo cho mình thôi. Cực kỳ là hay nhá. Và ngày hôm nay trên kênh của em ấy thanh lý với giá chỉ có 180.000 thôi. Còn quý vị nào mà không mua ấy, thì nhớ cái cùng nhá. Đây là cái cụ sạc của Samsung ấy, là đầu to đầu nhỏ là găm vào là mình xài được luôn. Đấy, không cần pin nhá. Cực kỳ là hay. Đấy, với giá chỉ có 180.000 một cái cho em này. Đấy, bà con của bác mình có nhu cầu quan tâm thì ơi em nhá. Tiếp tục ngày hôm nay bên em có về cái lô súng nến nhá. Đấy, súng nến dành cho các quý nào mà hay thường xuyên hay làm đồ chơi ấy. Đây. Đây là khẩu súng nến xài điện 50-220 thoải mái nhá. Đấy, và mỗi đơn hàng là mình tặng kèm theo 5 cái nến dài này. Đấy, 5 cái nến dài như này nhá. Tặng kèm theo này. Đấy, với giá chỉ có 40.000 thôi. Đấy, thân hôm nay sale giá rẻ sập sàng nhá. 40.000 cho toàn thể quý vị bà con bạc mình nhá. Ai có nhu cầu quan tâm thì alo cho em này. Còn anh nào có nhu cầu mua thêm nến thì đây nhá. Đấy, 10 cây của nó là nhiêu tiền đây? Hả? 5 cây 10.000 nhá. Đấy, 5 cây 10.000. Đó, mốc thêm thì đấy luôn nhá. Rồi, tiếp tục ngày hôm nay bên em có về một cái lô sản phẩm. Đây là cái mẫu thước đo nhá. Đấy, được thước đo người gọi là thước legal ấy, thước cân mực. Đấy, rất chi là đẹp luôn nhá. Đấy, và mình có chế độ đo này, đo thước dây nhá. Đo thước dây thì nó là 2,5 cho em này. Còn không thì mình có thể đo bằng cái chế độ đo có này cân nhá. Đây là thước cân luôn, cân mực. Đấy, cân mực nhá. Đấy, có tia laser luôn. Đấy, mình có thể đo bằng cái giác khắc vuông để cho cái thước này nó cân. Đấy, nó cái cân mực thì nó sẽ giác vuông góc cho mình nhá. Cực kỳ là hay luôn. Đấy, và có công tắc này, có pin này. Và được tặng kèm 3 quả pin nhé quý vị nhé. Đấy, tặng kèm 3 quả pin luôn. Cái lô này thì em về nó cũng có số lượng ít thôi. Đấy, nó cực kỳ là hay nhé quý vị nhé. Đấy, mình có thể cân được 3 mặt nhé. À, mặt đứng này, mặt nghiêng này. Và mặt nói chung là mặt phẳng, nói chung là 3 mặt như này. Em cũng không sành về cái thứ này. Nhưng mà thật sự là nó rất chi là ok đấy. Đấy, như ăn điền nước mà đi chôn đế này. Lắp vòi nước này, cực kỳ là ok luôn nhá. Thì ngày hôm nay em xe với giá chỉ có là 80.000 thôi. 80.000 một sản phẩm nhá. Rồi, ngày hôm nay bên em có về một cái lô, một cái mẫu sản phẩm. Đấy là một cái mẫu nồi đa cấp nhá, mẫu nồi đa năng. Đấy, mẫu nồi hàng là hàng inox xịn sò luôn. Đấy nhá. Nắp này là cái này là đặc quý vị nhá, không rồng nhá. Đấy, tay cầm đặc cho em này. Đấy. Đấy, đồng nhá. Đấy, mà đồng cực kỳ là đẹp luôn. Nắp kiếng này, inox bọc inox này, cực kỳ là xịn sò luôn nhá. Thì cái màu nồi này ấy, thì nó có 3 một bộ, như gồm có 3 cái này, cũng có 3 size nhá, cũng có 18cm này là 2,7 lít và 20cm là 3,8 lít nhá, và 22cm là 4 lít 7 này. Đấy, kích thước này nó đầy đủ như này.
Thì cái nồi này là nồi không kén tất cả các loại bếp nhé. Nấu được bếp từ, bếp ga, bếp điện, bếp phòng ngoài đều được hết cho em nhé. Đấy, hàng này là inox cao cấp. Đấy, thì ngày hôm nay em Thanh Lý này sale trên rẻ trên kênh cho quý vị bà con các bác mình sử dụng nhé. Với giá chỉ có 380.000. Đấy, 380.000 một bộ như này là gồm có 3 cái nhé. Hàng cực kỳ cao cấp. Đây, hàng comment cho quý vị nhé. Đây, anh chị em bà con các bác mình quan tâm thì ở em nhé. Rồi, khóa hũ cho toàn thể quý vị bà con các bác mình nhá. Đây, ai muốn không bị trộm đột nhập này thì mua về một cái ổ khóa hũ như này để bảo vệ cho ngôi nhà của mình nhá. Bảo vệ tài sản của mình quý vị nhá. Đây, một cái lô khóa hũ em về, cái lô khóa hũ này cực kỳ hay quý vị nhá. Nó thì nó có hai chế độ. Nếu bác nào mà không muốn hũ thì mình có thể lực cái khóa đầu này thôi và mình trở qua trở lại như vậy, một bên thì hũ, một bên không hũ nhá. Rồi, được tặng kèm theo là quả pin này. Đấy, mày quả pin nhá. Pin để mình báo loa này, pin báo loa nhá. Rồi, nó cực kỳ hay quý vị nhá, với giá cực kỳ rẻ luôn. Bên em hôm nay thanh lý với giá chỉ có là 75.000 một cái nhá. 75.000 một cái ổ khóa hũ này. Siêu ngon luôn quý vị nhá. Đấy, để bảo vệ cho tài sản của gia đình mình thì quý vị nên múc nhanh múc lẻ cái màu sản phẩm này nhá. Rồi, tiếp theo ngày hôm nay bên em lại về thêm một cái, tiếp tục về cái mẫu sản phẩm nha. Đây là cái một cái ấm siêu tốc thủy tinh em nha. Ha, thủy tinh trong suốt cực kỳ là hay luôn. Đây là hàng Cuckoo, hàng Hàn Quốc em nha. Hàng cực kỳ là xịn sò luôn. Và đây nha, khi mình sử dụng thì có cái viền quanh như này là có đèn nhá, có đèn sáng nha em này. Đèn màu xanh nha, cực kỳ là đẹp luôn quý vị ơi. Đấy, với dung tích của nó là 2,5 lít nha. Với dung tích nó in trên bì 2 lít quý vị nhá. Đấy, nói rõ ràng như vậy là 2 lít cho em này. Rồi, để theo kèm đầy đủ như này thì ngày hôm nay em sẽ thanh lý cho toàn thể quý anh chị em bà con của bác mình một cái một sản phẩm như này chỉ có giá là 135.000 nhá. Đấy, 135.000 thôi quý vị ơi. Hải hàng bao ngon bao chất lượng luôn. Đấy, siêu đẹp cho toàn thể quý vị bà con của bác mình sử dụng nhá. Rồi, tiếp theo ngày hôm nay bên em lại về thêm một cái dòng sản phẩm nữa, đây là một cái mẫu đèn bảo. Đấy, cái bà hai đèn bảo này thì quý vị đã sử dụng rồi thì nói chung là rất chi là sự mê ly luôn nha. Rồi, riêng cái dòng sản phẩm này thì nó là có một cái hiệu năng rất chi là cao, đó là mình có thể sạc bằng năng lượng mặt trời cho em nhá, sạc bằng năng lượng mặt trời như này và mua gì cũng là ok hết, và có thể có khả năng tích điện và nó có thể chuyển qua mình cổng USB để mình sạc điện thoại khi cấp điện nhá. Đấy, và cái này có thể nạp bằng năng lượng mặt trời cho nên cứ yên tâm mà sử dụng quý vị nhá. Và nó là có hai chế độ cho em. Đấy, một chế độ như này là đèn như này. Đấy, đèn mình rút lên là đèn, và khi mình đóng lại là như này nhá, đóng lại thì nó sẽ tắt. Và thêm một chế độ nữa là quạt cho em. Đấy, giả chiến cực kỳ là hay nhá, quạt giả chiến này. Đấy, nó xài cực kỳ nhiều chức năng. Và thêm có thêm một chế độ nữa là mình có thể lắp pin tiểu. Đấy, cái quả pin mà nhỏ ấy, 1,5V ấy, thì ba quả pin vào đây là mình có thể sử dụng ok luôn. Thì ngày hôm nay trên kênh em sẽ thanh lý cho toàn thể quý anh chị em bà con của bác mình sử dụng với mức giá chỉ có 100.000 thôi nhá. 100.000 một cái thôi. Ai giá quá rẻ, quá bèo nhèo. Đây là hàng nói chung là ngon, đỉnh cho toàn thể quý vị bà con của bác mình sử dụng nhá. Xin chào toàn thể quý anh chị em bà con của bác nhá. Đấy. Ngày hôm nay em lại về thêm một cái lô cái mẫu sản phẩm này. Là cái mẫu cân bằng tia laser bóng LED siêu sáng quý vị nhá. Cái màu này là nó là 5 tia xanh cho em. Đấy, một cái màu đỏ mừng rất là đẹp luôn nhá. 5 tia xanh có cảm ứng luôn, và cái phụ kiện theo kèm của nó là gồm có hai cục pin quý vị nhá. Đấy, máy hai pin này. Máy thì hai pin. Đấy, pin này một pin đây và pin sửa cua đây quý vị nhá, và có rơ móc điều chỉnh tia luôn này và sạc theo kèm. Hộp thì hộp hộp nhôm nhá, hộp nhôm nha em, cực kỳ là xịn sò luôn. Thì đây là cái sản phẩm 5 bóng LED 5 tia bóng LED siêu sáng luôn. Phải nói là siêu sáng và tia siêu nét luôn quý vị nhá. Và nút đây là nút cảm ứng cho em này. Nút cảm ứng nhá. Đấy, nút cảm ứng cho em này. Chỉ cần mình sờ như này là đã ok rồi. Đấy, thấy chưa? Tia là tia siêu sáng luôn, quý vị nhìn thấy chưa? Đấy, một tia ngang và 4 tia dọc cho em. Tia là siêu nhỏ siêu sáng luôn. Thì cái mẫu sản phẩm này ấy thì nó có kèm thêm cái chân này, một chân cao 1m2 cho em nhá. Này, nó như vậy. Và tia nó như vậy đấy quý vị ơi. Đấy, về một cái lô sản phẩm này thì ngày hôm nay em sẽ sale với giá siêu rẻ cho toàn thể quý anh chị em bà con của bạc mình nhá. Rồi, với giá chỉ có 1.350.000. Đấy là em ship về từng nhà. Và bảo hành tia là cân chỉnh lịch tia hay là bị hỏng là trong vòng 6 tháng nhá.
Đấy, còn ngoài ra thì quý vị có vấn đề gì lịch tia thì gửi em bảo hành cho, không có vấn đề gì quý vị nhá. Đấy, một cái sản phẩm siêu chất lượng cho toàn thể quý anh chị em bà con các bạn này, ai có nhu cầu quan tâm thì ở em nhá. Chào toàn thể anh em nhá. Đấy, ngày hôm nay bên em có về một cái lô sản phẩm, đấy là một cái màu khoang pin đầu 13 ly quý vị nhá. Đấy, màu khoang pin 13 ly này, đây hàng cực kỳ là xịn sò luôn. Đấy, đây là cái đầu kẹp auto lock nhá, và nó là 20 cấp độ trượt, nó có 3 chế độ cho em này. Đấy, búa, chế độ búa thì mình khoang tường này nhá, chế độ khoang này, khoang sắt, khoang gỗ, băng tôn, băng vít thì chơi cái nước này cho em này. Và đây là cái chế độ này thì bằng những con vít nhẹ nhá cho em này, bằng nhựa như vậy, thật cao nhựa nhá. Và có hai chế độ nhanh chậm trên thân máy này, dòng motor từ bootleg không thang nhá. Đấy, và pin của nó là pin 10 cell này, hai quả pin dung lượng lớn cho em này, sạc bàn nhanh này, hộp đựng theo kèm. Đấy, có tay cầm theo kèm luôn, cực kỳ là xịn sò nhá. Và bây giờ em sẽ test thử con máy này cho mình xem nhá, vào những cái vật liệu. Đấy, vào những cái vật liệu đầu tiên là vít băng gỗ nhá, dài 10 phân này nhá. Đây, cái này lắp sẵn rồi. Đấy, vít băng gỗ dài 10 phân cho em này. Đấy, bắn xuyên luôn nhá, bắn thử xem như nó như nào đây. Đấy, rất nghe nhẹ nhàng, cực kỳ là sướng luôn nhá. Đấy, ba cái mẫu này thì em bao cho toàn thể quý anh chị em bà con của mình đấy, là làm thờ mộc này, làm xây dựng này, khoang sắt, khoang gỗ, bắn tôn, bắn vít thì khoang tường, em bao nhá, cực kỳ là khỏe luôn, hàng bao chất lượng. Và bên em là có giá thì chỉ có là 760.000 thôi, một cái dòng sản phẩm như này 760.000 quý vị nhá. Đây là sở hữu được một con máy bao chất lượng, bao xịn sò như này. Anh chị em bà con hoặc mình ai có nhu cầu quan tâm thì ở em nhá. Rồi, tiếp theo ngày hôm nay em có về một cái lô ấm đun nước nhá. Đấy, cực kỳ là ok luôn. Đấy, với cái dung tích của nó thì nó vào tầm 2 lít 2 lít rưỡi gì đấy. Đấy, thì cái sản phẩm này là inox nhá, ấm inox cho em này, và có vòi báo hú này, lốc nó sôi nhá. Đấy, cực kỳ là ok luôn. Đấy, còn nắp đậy khi mình mở ra mình tải nhá. Còn đây là khi khói nó hơi nó ra, nó sẽ báo tín hiệu cho mình lúc nào nó sôi nhá. Và đặc biệt cái mẫu này thì mình có thể nấu được bếp ga này, bếp từ này, bếp điện này. Đây, đấy, bếp ga, bếp từ, bếp điện nhá, thoải mái cho em. Cực kỳ là ok, tia hồng ngoại gì cũng ok hết. Thì ngày hôm nay em thanh lý với giá chỉ có 45.000 một cái nhá, 45.000 một cái thôi quý vị ơi. Đấy, nhanh tay nhanh chân lên nhá. Rồi, tiếp theo ngày hôm nay em có về một cái lô đồ chơi cho toàn thể các anh em hay thường xuyên thích ca hát này, nhảy múa nhá. Đây, đó là một cái màu đèn xoay sân khấu nhá, đèn xoay sân khấu. Thì nó theo kèm là có một cái đuôi nhá, một cái đuôi mình ghim như này, rất là tiện dụng, mình có thể đem đi khắp mọi nơi nhá. Và đây là cái đèn, bóng đèn xoay cho em nhá. Đấy, cực kỳ hay. Đó, nó anh nào mà thích chơi nhạc sàng, nhảy múa thì đây, móc về một cái nhá, rất kỳ là dễ sử dụng. Rồi, bật công tắc thôi thì nó là xoay như này, nó rất cực kỳ là đẹp và hay nhá. Đây là cái đèn cờ vùng. Đấy, không bị chóa lóa này. Đấy, đẹp chiều vàng mà không chóa lóa quý vị nhá. Rồi, ngày hôm nay em về thanh lý cái đồ chơi này cho toàn thể quý anh chị em bà con hoặc mình với giá chỉ có là 50.000 đồng một cái nhá. Đấy, 50.000 đồng là gồm có một cái đuôi và một cái bóng đèn xoay như này. Đấy, mình để cực kỳ là đẹp luôn. Đấy, thấy chưa? Mình để trong một cái góc phòng nào nó thì nó là xoay như này. Rồi, anh nào có nhu cầu quan tâm thì ở em nhá. Rồi, tiếp tục ngày hôm nay về lại cái lô nhá. Đấy, cái cỏ lân cực kỳ là đã luôn quý vị ơi. Đấy, vừa bên này là bông lông tơ mềm nhá. Đấy, để đánh lưng này. Rồi, có nào muốn kỳ, muốn cỏ, muốn nhất thì có bông nhá, hai mặt cho em. Đấy, mình quay ở sau lưng đằng nào cũng tới hết nhá. Đấy, có cái trở tay cầm này, hay cong queo này. Đấy, rất là đã luôn. Đấy, dành cho các ông mà già già tắm thì cực kỳ là sướng nhá. Rồi, ngày hôm nay thanh lý với giá chỉ có 15.000 một cái nhé, 15.000 một cái thôi. Đấy, cò lưng. Rồi, tiếp theo ngày hôm nay em về một lô sản phẩm quý vị nhé. Đây là cái màu đèn bắt muỗi, nó là vừa đèn bắt muỗi vừa đèn ngủ luôn. Đấy, ban đêm thì mình có thể treo ở tường trong nhà như này, vừa đèn trang trí luôn quý vị nhé. Một cái màu xanh, nó rất là đầm mắt nhé. Rồi, ngày hôm nay về em sẽ thanh lý với giá sập sàn cho toàn thể quý vị bà con của bác mình có nhu cầu này, với giá 80.000 một cái nhá, 80.000 một cái thôi. Đấy, một cái đèn lồng bắt muỗi như này. Và đây là cái đế này, cái đế để mình lúc nào đầy muỗi thì mình đổ nhá. Đấy, nó vào nó giật chết này, và thì nó sẽ xuống như này, mình để tháo ra đổ nhá. Đấy, rất là ok luôn. Rồi, màu sắc rất là đậm mắt này, quý vị nào có nhu cầu quan tâm thì ơi em nhá.
Rồi, nay em tiếp tục thanh lý cái lô đùa Hàn Quốc cho quý vị bà con bạc mình nhá. Đây, đây là cái dòng sản phẩm đùa Hàn Quốc này cực kỳ là đẹp luôn nhá. Rồi, có bọc kim loại vàng nhá. Đấy, mà vàng quý vị nhá. Và đây là cái nhám này để gấp không bị tuột nhá. Đấy, đùa Hàn Quốc cho em cực kỳ là xịn sò luôn, không bị mốc meo này, các kiểu này nó các thứ cực kỳ hay nhá. Rồi, hợp an toàn vệ sinh này. Và ngày hôm nay thanh lý cho toàn thể quý vị anh chị em bà con cả mệt này, với giá 25.000 một 10 đôi nhá, 25.000. Đấy, nó nằm trong cái vị như này, 25.000 quý vị nhá. Đấy, siêu rẻ, siêu hot luôn. Rồi, nay em có về thêm một cái lô sản phẩm nhá. Đây là cái màu ấm này, hàng gia dụng cực kỳ là cao cấp luôn nhá. Đây là cái ấm này, ấm bằng nhôm, ấm bằng nhôm nhá, được phủ sơn giả đá nhá, phun sơn giả đá nhá. Dung tích của nó là 1,5 lít quý vị ơi. Hay bình này mà pha chè hay pha trà gì có cực kỳ, không chè tươi ấy là cực kỳ hợp lý luôn nhá, cực kỳ đẹp luôn. Em có hai cái mã màu như này, đấy, siêu nét, siêu đẹp luôn. Đấy, hàng chất lượng cao cấp quý vị nhá, đấy, có thể nấu được bếp ga, bếp từ thoải mái cho em này. Và đặc biệt cái này nấu bếp từ, bếp điện thì ok hơn này nhá. Rồi, ngày hôm nay em sẽ thanh lý cho toàn thể quý anh chị em bà con cô bác mình với một cái giá quá cực kỳ đẹp luôn, 180.000 một cái nhá, 180.000, đấy, cực kỳ đẹp luôn nha. Cái này thì nó có bọc như này, màu trắng, và cái này màu đen, siêu đẹp cho toàn thể quý vị bà con bạc mình nha. Tiếp theo ngày hôm nay bên em có về thêm một cái lô sản phẩm quý vị nhá. Đấy, đây là cái màu bóng đèn led này, siêu đẹp luôn. Đấy, đó là 7 màu nhá, led 7 màu cho em. Và đặc biệt cái màu sản phẩm này là nó có thể chiều được nước nhá, mình có thể lắp trong bể cá này, ngoài trời mưa này, đều xài sử dụng ok. Và nó gắn liền theo cổng USB nhá, mình găm vào cái cổng USB hoặc cái cụ sạc điện thoại nhà mình ấy, mình găm vào thì nó sẽ dùng xài điện 5V nhá. Rồi, đây, quý vị nhìn thấy chưa, đây em ngâm vào cái này vào trong cái bể nước luôn này, cực kỳ ok luôn nhá, không làm sao hết quý vị ơi. Đấy, cực kỳ là ngon. Đây, đây là cái điểm cuối của nó này, đây là cái điểm cuối của nó nhá. Đấy, ngâm vào nước cầm cũng sao hết nhá, vì nó là chức năng của nó là không bị nhiễm nước, không bị giật nhá. Cho nên quý vị mình mua về xài trong bể cá này, trang trí ngoài trời này, cực kỳ là ok luôn. Và cái màu này thì nó có rờ móc theo kèm nhá, rờ móc theo kèm mình điều chỉnh theo cái màu, màu mình tùy thích nhá. Đấy, màu gì mình chọn thì mình chơi cái đó nhá. Rồi, có đầy đủ các chức năng như này, có rờ móc ngon là ngàn đào chưa. Thì cái sợi dây này nó dài là 10 mét quý vị nhá, dây dài 10 mét cho em. Đấy, nó nằm một cái cuồng như này, 10 mét cực kỳ là ok. Và hôm nay em thanh lý với cái giá siêu rẻ luôn. Đấy, giá rẻ bao toàn quốc cho toàn thể quý vị anh chị em bà con của bạc mình, với giá chỉ có 90.000 một cuồng nhá, 90.000 một cuồng cho em. Đấy, anh chị em nào quan tâm thì gọi điện vào số hotline em ghi trên màn hình nhá. Rồi, em có về một cái lô mùi khoang quý vị nhé, mùi khoang đa năng. Hai mùi khoang này thì mình dọn khoang gỗ này, khoang tường này, khoang gạch men, khoang kính này, cực kỳ là ngon nhé. Và đặc biệt thì cái màu này thì nó là cái đầu lục giác này, mình có thể xài được tất cả các loại máy nhá, máy như bu lông 2-in-1 này, đầu kẹp đều xài được hết cho quý vị nhé. Đấy, em có về hai loại này, mùi 6 và mùi 8 nha em này. Mùi 6 thì 20.000, mùi 6 thì 15.000 một cái nhá, 15.000 một cái, còn mùi 8 là 20 này. Đấy, cực kỳ là ok luôn quý vị ơi. Đấy, quý vị anh chị em bà con bạc mình có nhu cầu quan tâm thì alo vào số hotline em ghim trên màn hình nhá. Xin kính chào toàn thể quý vị anh chị em bà con cô bác trên mọi miền tổ quốc nhé. Rồi, tiếp theo ngày hôm nay bên kênh em ấy sẽ thanh lý một cái mô lô sản phẩm máy mài góc xài lưỡi một tấc một quý vị nhé. Đây là một cái mẫu sản phẩm máy mài liên doanh Việt Nhật, hàng cao cấp, bao trên chiến công trình, đấy, bao cày kéo gia đình công trình em bao tất nha. Và đặc biệt cái mẫu sản phẩm này ấy, là nó có điều chỉnh tốc, đấy, nó đều có điều chỉnh tốc quý vị nhé. Đây, mình muốn nhanh thì chậm thì chậm thì nó nằm ở đây nhá. Rồi, và nó thang ngoài rất chi là dễ thay thế này, công tắc bóp nhá. Đấy, gia đình công trình gì dễ xài cũng ok hết nhá. Rồi, máy thì bao khỏe, bao chất lượng rồi, thì nó cái công suất của nó lên đến là 850W nhá. Đấy, vòng tua của nó thì cực kỳ cao rồi, 11-12.000 vòng trên một phút nhá. Và nó là xài lưỡi một tấc một cho em này. Đấy, đó là những cái chi tiết về máy móc này. Và đây, ngày hôm nay có nhiều bác cái hỏi cái máy này là dây đồng hay dây nhôm, thì ngày hôm nay em đã bóc tách ra luôn cho quý vị cùng xem này. Đây là cái dòng sản phẩm bao chất lượng cho toàn thể quý mình,
quý vị mình yên tâm mà xài nha. Rồi đầu tiên đây là một cái đầu, cái đồ riêng nhìn cái mỡ của nó này, đây là một cái dòng mỡ chiều nhiệt cao nha. Mỡ này bình thường đấy, mỡ bò màu vàng nhá. Còn cái đây là cái mỡ này là mỡ trắng, mỡ này là mỡ chất lượng cao, mỡ siêu chiều nhiệt đấy, chiều nhiệt lên đến tầng 1200 độ C đấy, cực kỳ là xịn sò luôn, nó không bị tan chảy nhá, cho nên mình cứ xài thoải mái, cực kỳ là ngon rồi. Đấy là đầu tiên là một cái như vậy. Và thứ hai đây là cái bộ rotor, đấy bộ rotor của nó này, đấy chưa, được đan này, được đan và chằng dây cực kỳ keo 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 chống cắt điện, cực kỳ là xịn sò luôn nhá. Bi bạc cổ gọp này siêu dài luôn nhá, cổ gọp này siêu dài luôn. Rồi hàng là cực kỳ cao cấp, rotor được đấy, rồi dây chụp nội trừ in ấn cực kỳ là ok này. Đấy nhung này, cái bộ nhung của nó là làm bằng thép này, thép này là thép siêu cứng nhá, cho nên mình xài bao chất lượng luôn nhé, không phải lo bà nghĩ hết. Và dây đồng 100% tuyệt đối quý vị ơi. Đấy quý vị nhìn thấy chưa, em là mở bên trong rồi, cho quý vị mở ra để xem luôn. Nhiều bác nói dây đồng hay nhôm, bây giờ em là mở ra chính thức cho quý vị mình cùng xem là như này nhá. Và phụ kiện theo kèm của nó này là tay cầm này, khóa mở này, lá trắng này. Đấy. Và được tặng kèm theo một cái cặp chổi thang chính hãng theo máy nhá. Cặp chổi thang chính hãng theo máy. Ngoài cái cặp chổi thang ở theo máy rồi, nó còn được càng kèm theo một cặp chổi thang như này nữa. Là quý vị cứ xài thoải mái đấy, và cực kỳ dễ thay thế này, thang là thang ngoài nhá. Mình có thể sử dụng hết là mình có thể mở ra đấy, rất chi là dễ dàng này nhá, để thay thế cho em này. Và ngày hôm nay bên kênh em sẽ tặng kèm theo cho quý vị mình mua một máy mà tặng kèm 3 sản phẩm nhá. Đấy, 3 cái lưỡi cắt đá này, 3 cái lưỡi cắt đá cho em này, và một cái bút thông mạch này, bút này là bút đo thông mạch cho em này, bút điện tử nhá, đo thông mạch cực kỳ ok chưa. Đấy, mình dây giờ ở trong tường mà đất thì mình có thể rò được nhá, cực kỳ là ngon. Đấy, có dây nóng là nó sẽ hiện lên màu đỏ, còn bình thường nó sẽ màu xanh. Đấy, và một cái cây tô vít tăng giảm, tô vít này tô vít tăng giảm quý vị nhá, có thể tăng dài ngắn này. Đấy, và nó là tô vít hai đầu. Đấy, được tặng kèm theo 3 chi tiết như vậy, 3 sản phẩm như vậy quý vị nhá. Và ngày hôm nay bên kênh của em chị thanh lý với cái giá sản phẩm không thay đổi nhá, 350.000, và được tặng kèm theo rất chi là nhiều sản phẩm cho em này nhá. Đấy, còn mấy chục con thôi, em thanh lý nốt cái lô này để em về nhập cái lô mới. Cho nên quý vị anh chị em bà con của bạc mình có nhu cầu quan tâm thì gọi điện vào số hotline em ghi trên màn hình nhá. Rồi tiếp theo em sẽ lên một cái mẫu sản phẩm về dụng cụ y tế cho mọi gia đình nhá. Đấy, thì nhà nào cũng nên dùng có một cái này trong gia đình này. Hãy nhờ đứt tay như nào đấy quý vị nhá. Rồi đây là cái băng keo cá nhân. Đấy, băng keo cá nhân kháng khuẩn y tế quý vị nhá. Rồi một hộp như vậy là 100 cái này, một hộp một vậy là 100 cái này. Thì ngày hôm nay em sẽ thanh lý giá siêu rẻ cho toàn thể quý vị bà con của bác mình về dùng này, với giá chỉ có 20.000 thôi. 20.000 100 cái quý vị nhá. Đấy, đặc biệt cực kỳ ok luôn. Lớn nhỏ hay là từ người lớn, người già, trẻ em gì đều xài được hết nhá. Đấy, quý vị bà con của bác mình có nhu cầu quan tâm thì đặt hàng nhá. Tiếp tục ngày hôm nay có một cái lô sản phẩm này nhá. Đây là cái màu kéo. Kéo này là kéo đa năng. Đấy, có thể đánh vảy cá này, có thể mở hộp này. Đấy, mở thịt hộp nhá. Rồi. Cái màu kéo này là kéo siêu xịn sò luôn, kéo nhật xịn cho toàn thể quý vị bà con của bác mình nhá. Đa năng với giá chỉ có 80.000 thôi, hàng Japan. Đây, 80.000 một cái này. Đấy, mua về mà sử dụng nhà bếp cắt gì cũng được thì quý vị ơi, cực kỳ là ngon luôn nhá. Cực kỳ dài dằng và xịn sò luôn. Nên em có về thêm một cái lô sản phẩm mà bút làm dấu nhá, bút làm dấu cho toàn thể quý vị bà con bạc mình này. Đây là mình làm bằng tay bằng cơ nhá. Và đây là cái mẫu sản phẩm bút làm dấu bằng đồng nhá. Đấy, hàng nội địa siêu xịn sò luôn. Đấy, hàng bại nội địa cực kỳ là ngon nhá. Và cái đầu này là đầu thép siêu cứng này nhá, nó sẽ làm được trên tất cả các vật liệu này. Đấy, sắt này, nhôm này, gỗ này. Mình cần khoan cái mình làm dấu để định vị cái điểm cho nó chính xác ấy thì mình sử dụng nhá, cực kỳ là ngon luôn. Và bây giờ em sẽ test thực tế vào cái vật liệu sắt hộp này, dày 1.4 ly này, siêu ngon nhá. Rồi, bây giờ em sẽ test thực tế cho quý vị cùng xem luôn nhá. Đấy, nổ cực kỳ là sướng luôn quý vị nhá, và có dấu này nhá, có dấu nhá. Nếu như mình thấy mờ thì mình có thể làm lần 2-3 cái này. Đấy, mình lên. Đó, mình làm chơi một cái nữa thì quý vị nhìn thấy nhá, cực kỳ là ok luôn. Khoang không bao giờ bị lệch tâm nhá. Và ngày hôm nay em sẽ thanh lý cho toàn thể quý anh chị em bà con của bạc mình với giá chỉ có 50.000 một cái thôi,
hàng Nhật nội địa cực kỳ xịn sò nha. Rồi nay em có về là cái lô sản phẩm súng rửa xe xài bằng pin quý vị nha. Đấy, phụ kiện rất là đầy đủ luôn, gồm có súng này hai đầu bét nha, hai đầu bét, một vòi xịt là tia nhỏ này và một vòi xịt xòe nha. Đấy, dây pin đầy đủ nhá, pin này gồm có một pin một sạc cho em này, phụ kiện theo kèm. Đấy, cho quý vị mình về chỉ có găm vào là xài thôi, lắp vào xài thôi nha. Nay em thanh lý với giá chỉ có 260.000 một bộ nhá, 260.000, đấy, giá cực kỳ sốc luôn, hàng bao chất lượng quý vị nhá. Đấy, quý anh chị em bà con hoặc mình quan tâm thì ơi em này. Nay em có về thêm một cái lô sản phẩm là bình trà giữ nhiệt quý vị nhá. Cái bình trà này là nó là gồm có hai lớp này, trong ít nút này, ngoài sơn này, cực kỳ là ngon nhá. Thì cái này mình có thể giữ nhiệt tới 24 tiếng đồng hồ quý vị nhá. Đấy, nó có thể pha cà trà, pha cà phê này và có cả lọc luôn, cực kỳ là ok luôn nhá. Đấy, nó là tròn vẹn một cái như này. Còn đây bên trong của nó này, hàng cực kỳ cao cấp quý vị ơi, và hôm nay em sẽ thanh lý cho toàn thể quý anh chị em bà con hoặc mình với giá chỉ có là 130.000 thôi nhá. 130.000. Đấy, quý anh chị em có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhá. Nên em giới thiệu cho toàn thể quý bà con của bác mình nhá. Ai thường xuyên hay bị nhức mỏi tê bì chân tay này, ấy thấy thường xuyên nổi mụn nhiều ấy, thì mình nên mua một cái này về mình dán nhé, tối lại mình dán ở lòng bàn chân để hút thải chất độc nhá. Đây là cái mẫu thuốc dán lòng bàn chân để hút thải chất độc, đấy, cực kỳ hiệu nghiệm quý vị nhá. Một hộp gồm có 50 miếng này, cực kỳ là ngon luôn, em cũng đang dán luôn nha, hiệu nghiệm vô cùng luôn. Nay thanh lý cho toàn thể quý vị bà con của bạc mình nhé, một hộp là 50.000 nhá, một hộp chỉ có giá 50.000 thôi, đấy, cực kỳ là xịn sọt. Tiếp theo em có về một cái lô mỏ lết 12 in hàng bài xịn sò cho toàn thể quý vị bà con của bạc mình nhá. Đấy, mỏ lết này là 300mm x 36 đấy, cái chiều dài 36 và cái đường mở của nó là 300mm nhá. Rồi, hôm nay chỉ có giá là 95.000 một cái thôi, hay thanh lý giá cực rẻ cực sốc luôn, 95.000 quý vị nhá. Đấy, quý vị nào có nhu cầu thì ơi em. Tiếp theo quý vị nhá. Đấy, rồi hôm nay có về một cái lô sản phẩm bơm hai ống này, bơm 2 tí có đồng hồ đầy đủ luôn, ngon lành. Hãy bơm xe 7 chỗ là thoải mái cho em nhá. Hàng này là hàng Nhật cực kỳ cao cấp cho toàn thể quý vị mình nhá. Rồi, hôm nay thanh lý với giá chỉ có 250.000 một cái như này. 250.000 nhá. Đấy, đạt chân có đồng hồ luôn 2 tí này. 2 tí này thì em nói thật cái bao khỏe luôn, bao chất lượng cho toàn thể quý bà con của bác mình bơm nhá. Bơm xe máy, bơm xe ba gác này, 7 chỗ thoải mái cho em nhá. Tiếp tục ngày hôm nay mà về lại một cái lô sản phẩm bơm hai ống. Em màu bơm này là bơm của Malaysia quý vị nhá. Hay ống bơm cực kỳ là lớn luôn. Đấy, em bao cho các bác bơm xe cày này, xe 7 chỗ này là rất chi là ngon luôn. Xe ba gác này, bơm xe máy thì miệng bàn rồi nhá. Rồi, thanh lý với giá chỉ có là 130.000 thôi. Đấy, 130.000 quý vị nhá. Đấy, cực kỳ là ngon luôn. Đấy, có đầy đủ như này về là mốc là nhất thôi nhá. Giá siêu rẻ. Rồi, hôm nay về lại cái mẫu sản phẩm là đèn đổi đầu 5 bóng quý vị nhá. Đấy, và hôm nay sẽ thanh lý với giá chỉ gọi là sập sàn luôn quý vị luôn. Đấy, giá bao thị trường nhá, 40.000 một cái thôi. Đấy, 40.000 một cái nhá. Có 3 chức năng này. Đấy, cực kỳ là ngon luôn quý vị ơi. Siêu sáng, phải nói là đèn này là mẫu này là siêu sáng luôn, quý vị nhìn thấy chưa? Cực kỳ là đã luôn nhá, 5 bóng nhá. Đấy, làm trong lô trong đồ cả kiểu, đi ban đêm ban ngày cũng được. Đấy, có dây đổi theo kèm này, dây sạc theo kèm cho quý vị mình nhá. Rồi, thanh lý với giá chỉ có là 40.000 thôi. Rồi, nay em về cái lô mũi khoan. Hay mũi khoan cực kỳ xịn sò nhá. Mũi khoan tháp quý vị nhá. Đây là cái mẫu mũi khoan tháp cao cấp này. Nó theo kèm này quý vị nhá. Nó theo kèm một cái hộp xịn sò cho quý vị mình luôn này nhá. Bóc ra luôn. Đấy. Đấy, nó là gồm có này. Yeah. Thông số đầy đủ nhá. 32 là lớn nhất nhá. Ba loại mũi này, mũi 12 này, từ 6 đến 12 này, rồi 6 tới 20 này và 6 đến 32 nhá. Và trong đó có kèm theo ba cái mũi nữa. Ba cái mũi này là mũi khoan hợp kim, chuyên là khoan sắt để khoan sắt nhá. Hộp này là mũi này là khoan sắt cực kỳ là xịn sò luôn nhá. Đấy, quý vị nhìn thấy. Đấy, mũi này là mũi 6 này, mũi 4 này, mũi 2 này, nên nó có trong này nhá. Nó kèm theo như này, một cái hộp mũi khoan xịn sò, khoan sắt xịn sò như này. Thì em thanh lý cho toàn thể quý vị bà con của bạc mình ấy với giá 100.000 thôi. Đấy,
cái muỗng khoét lỗ lớn thì mình lấy mồi cái mũi nhỏ, xong này đưa cái mũi khoang này nhá, đưa mũi khoang tháp này vào là doa là cực kỳ là ok luôn, với giá chỉ có là 100.000 nhá. Rồi tiếp theo ngày hôm nay bên em mới về thêm một cái lô sản phẩm, đây là một cái cối giả quý vị nhá, hãy cối giả chạy trên shop Bombo đấy. À, đây là một cái cối chày, cái chày là giả nhá, và đây cái cối nhá, cối này là hai lớp nhá, in lớp đặc cho em này, cực kỳ là xịn sò luôn, hàng cực kỳ cao cấp nhá. Đây và cái đường kính của nó là 10 cm này, đấy, dày dặn cực kỳ là nặng luôn quý vị ơi, cực kỳ phê luôn nhá. Đấy, giả tiêu, giả tỏi, giả ớt, giả cực kỳ cũng được nhá, cực kỳ là xịn đấy. Và một cái nắp mình đựng theo nhá, đây như này để là nó khỏi bị bung ra nhá. Đấy, mình giả thôi, thoải mái thôi, và có thèm theo cối này. Và cái sản phẩm này thì em thanh lý cho toàn thể quý vị bà con của mình ấy, với giá chỉ có là 110.000 thôi. Đấy, 110.000 quý vị nhé, hàng cực kỳ xịn sò luôn. Rồi, tiếp theo ngày hôm nay bên em mới về lên một cái lô sản phẩm, đấy là nồi lẩu hai chức năng quý vị nhé. Đây là cái nồi lẩu có hai chức năng, vừa mình có thể có hấp này, hai chế độ hấp nhé, và có nồi lẩu. Thì cái nồi lẩu này có thể với cái dung tích là đường kính là 28 cm này, mình có thể dành cho 5 người ăn thoải mái nhá, và được phủ men sứ cực kỳ là xịn sò luôn, chống dính quý vị nhá. Đấy, xào đồ cũng ok luôn. Đấy, và có nắp vuông đầy cực kỳ là ngon này, có rễ hấp nhá. Đấy, thì cái màu sản phẩm này ấy, mình có thể tăng giảm nhiệt độ nhá, tăng giảm nhiệt độ có 3 mức tăng giảm nhiệt độ cho em này, có đèn báo này, cực kỳ là xịn sò luôn. Thì cái ngày hôm nay cái màu sản phẩm này ấy, về số lượng cực kỳ là nhiều luôn. Đấy, để em phục vụ quý vị khách nha. Với giá chỉ có là 220.000 thôi. 220.000 một sản phẩm như này, đấy, giá cực kỳ xịn sò và yêu thương. Đấy, quý vị bà con của bác mình ai có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nha. Tiếp theo ngày hôm nay em sẽ thanh lý cho toàn thể quý bà con của bác mình ấy, anh chị em bà con của bác mình cái bộ cà lê nhá. Đây là quà lê hai đầu, đấy, cà lê hai đầu nhá. Đấy, nó có là thông số này, 7, 6 này, 7 này, 8, 9 này, 10, 11, 12, 12 này, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 nhá. 17, 18, 19 này, 20 và 22. À, nó theo số như này, mỗi đầu là một số nhá. Rồi, 1 2 3 4 5 6 7 8 cây nhá. 8 cây ngày hôm nay em thanh lý với giá chỉ có 70.000 thôi. Đấy, thanh lý giá 70.000 quý vị nhá. Đây anh chị em bà con quạt mình có nhu cầu ấy, về mua bộ này trong nhà để sửa chữa cái gì cả cực là hay nữa nhá. Có đầy đủ thông số như này. Rồi, thanh lý giá chỉ có 70.000. Anh quý em, anh chị bà con của bác mình có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhá. Rồi tiếp theo ngày hôm nay em sẽ giới thiệu cho toàn thể quý anh chị em bà con của bác mình ấy, một cái màu sản phẩm, đấy là một cái màu nhá, sạc 12V, sạc bình ắc quy 12V nhá. Đây là cái màu này là sạc 12V. Hay thì nó là có cái đèn LED để báo hiển thị này nhá. Đèn này là chế độ này là 25% này, rồi 30 này, đấy, 75 này và 100% nhá. Thì khi mình cắm điện vào như này, mình chưa sạc thì nó sẽ hiển thị đèn như vậy. Còn lúc nào mình sạc thì nó sẽ hiển thị theo ngức của cho mình xem luôn nhá. Đấy, xem mất luôn. Đấy, thấy chưa quý vị chưa? Trong cái bình ắc quy này nó hiện tại nó đang chế độ là 75% này, đến 100 lúc nào nó đầy là nó sẽ lên 100% nhá. Đèn báo cực kỳ là hay luôn. Siêu gọn nhẹ, cái màu này là sạc bình ắc quy điện tử nhá, qua bo mạch điện tử. Rồi bên em thanh lý với giá chỉ có 95.000 thôi. Thanh lý với giá chỉ có 95.000 nhá. Đấy, mình mua về mình để sẵn trong nhà, nhiều lúc bình điện nó xe máy nó bị tụt thì mình có thể kích thoải mái, xài cực kỳ ok nhá. Tiếp theo lên cái màu sản phẩm tô vít đóng quý vị nhá, cực kỳ xịn sò luôn. Màu này là tô vít đóng hàng Ueta cho em này. Đấy, tô vít đóng nhá, cực kỳ là Anton Ueta này, một thương hiệu cực kỳ là xịn sò. Thì đây là có tô vít bẹp này, bẹp nhá, và ba ke có đầy đủ hết cho em này, cho mình nhá. Đấy, hàng này thì 540 cực kỳ là xịn sò rồi, cái thép này tôi cực kỳ là cần nhá, đóng mở thoải mái nhá, sửa chữa thì em bao luôn. Các anh sửa cho máy thì mua một cái này sửa cả đời luôn đấy, cực kỳ là đã luôn nhá. Rồi nay em thanh lý với giá chỉ có một cặp như này nhá, một cặp này, một cặp, một bẹp một ke như này 60.000. Đấy, một kẹp mà một cặp như này 60.000 nhá. Rồi quý anh chị em bà con bạc mình ai có nhu cầu quan tâm á thì alo cho em nhá. Rồi tiếp theo quý vị nhá, hay chiều mình là nhớ chiều này, hay cả nhà cùng nhau ăn đồ nướng này, cực kỳ một cái em về cái màu sản phẩm bếp nướng điện quý vị nhá, cực kỳ đẹp luôn, cực kỳ hay nhá. Rồi có điều chỉnh nhiệt độ nhá, điều chỉnh nhiệt độ cho mình luôn, có đèn báo này,
có đèn nhá, ghim điện 220 quý vị nhá, ghim điện 220. Đấy, và cái đây là cái vị nướng, còn quý vị nào mà muốn ấy hơn thì mua cái vị dài dằng hơn. Đấy, bằng, còn đây là cái lò xo để nướng nhá, hai bên cực kỳ, cái đây là các chân đầy đủ như này, có khăn, có cái khay đựng dầu đựng mỡ dưới này nhá, cực kỳ là ok luôn. Rồi em thanh lý với giá chỉ có 200.000 thôi. Đấy, cái bộ này em thanh lý giá 200.000 nhá. Rồi mình có nhu cầu thì alo cho em này. Đấy, mốc nhanh thì về ăn đồ nướng quý vị nhá. Rồi tiếp theo giới thiệu cho quý bà con của bác anh chị em mình ấy là một cái mẫu sản phẩm nhé, hôm nay một cái mẫu thước kẹp cơ này, hàng cực kỳ là ngon luôn quý vị ơi. Đấy, hàng này là nó cái được kích thước của nó là 150 mm nhá. Rồi này, hàng này là bao chuẩn bao chỉnh luôn, thước kẹp cơ. Đấy, hàng điện tử thì mình xài có thể nó bị sai số, nhưng cái này không bao giờ bị sai số nhá quý vị nhá. Thế đó, ngức khẳng trên này rồi, và nó được khắc âm nhá. Đấy, được khắc âm nhá, không phải sơn đâu, này khắc âm trong này. Mình mua một cái thước như này mình có thể xài cả đời quý vị nhé. Một cái mẫu cây thước kẹp cơ này, hàng bao chất lượng bao xịn sò như này. Đấy, em thanh lý với giá chỉ có là 120.000 thôi. Đấy, 120.000 quý vị nhé. Đấy, anh chị em bà con của mình đấy có nhu cầu thì alo cho em nhá. Rồi nay em tiếp tục thanh lý một cái món hàng này cực kỳ hay cho quý vị bà con của bạc mình này. Nha, đây là một cái mẫu cà lê đa năng. Đấy, nó theo kèm gồm có hai cây nhá. Cây lớn nhất là tối đa là 32, nhỏ nhất là 28 nhé. Từ 28 đến 32 thì mình có thể sử dụng thoải mái. Từ ống tiếp này, nói chung là vật liệu tròn, những con ốc trầy này mình có thể mắc vào để mở thoải mái cho em nhé. Đây, nó như hình đấy. Em mắc vào những con ốc nó bị trầy trùa như này nhá. Rồi, hàng cực kỳ là ngon rồi cho mình đó nhá. Thanh lý cho với giá chỉ có 70.000 một bộ thôi, 70.000 hai cây nhá. Vì đây là cái sản phẩm này nó nằm dưới kho, nó có những cái còn mới này, mới can sơ luôn, và có những cái thì mối mọt nó có vào, những con mọt mối mọt nó vào ấy, nhưng mà nó chỉ bám bên ngoài hay không bị ảnh hưởng gì hết. Ở đây là vật liệu bằng sắt cho nên nó cũng được đẹp, cho nên em thanh lý cho mình về xài nhá, với giá chỉ có 70.000. ai có nhu cầu thì alo cho em nhá. Tiếp theo nay về thêm cái màu hút xăng hút dầu cho toàn thể quý bà con của bác mình, anh chị em mình này, hay đặc biệt những các anh nhá, hay thường xuyên chơi rìu này hoặc đi xa hay chuyển đổi xăng dầu thì mình nên mua một cái này về này, để trong nhà cực kỳ hay luôn nhá. Rồi, một cái này thì nó chỉ cần lắp hai cái dây hai đầu mình bóp là nó sẽ tự hút cho mình nhá, hút xăng hút dầu chuyển rìu từ bình này sang bình khác không bị đổ vỡ gì hết, cực kỳ là ngon nhá. Đấy, thanh lý với giá chỉ có là 35.000 thôi. Đấy, 35.000 một cái nhá. Đấy, quý anh chị em bà con bạc mình là ai có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhá. Nay về thêm một cái lô sản phẩm rìu đầu sói quý vị nhé. Đây là một cái rìu, đây là những mẫu đa năng. Đây, một cái đầu này mộ này và một cái đầu này chặt này, mình có thể sử dụng rất chi là tiện lợi nhé, như chặt xương, chặt đồ các kiểu, chặt cành cây. Đây, đi rừng đi rú thì quá bao chất luôn. Một cái mẫu rìu đầu sói liền quý vị nhé. Đây là một cái thẹp siêu cứng liền luôn. Đây, bọc quai cực kỳ là ngon nhé. Đây, thẹp siêu dày luôn quý vị ơi. Đây, hàng bao chất lượng bao xịn sò này. Đây, em thanh lý với giá chỉ có là 250.000 nhé. 250.000 với một cái rìu đầu sói hàng cao cấp như này. Hay quý vị bà con bác anh chị em mình hay ai có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhé. Tiếp theo về cái mẫu sản phẩm Zippo quý vị nhé. Hay một cái mẫu Zippo, hay hàng bao đẹp luôn, hay bao nó như bao xanh điều nhá, dành cho những anh hay hút thuốc này, hay hoặc là chơi hộp quẹt này nhá. Hàng cực kỳ là ngon luôn này. Mua về mình chỉ có đổ xăng vào, mua xăng đổ vào là xài thôi nhá. Có đầy đủ như này, mua về chỉ có việc xài thôi. Và thanh lý này, về một cái lô này nói chung là cũng khá cực kỳ là nhiều luôn. Đấy, về nhiều quý vị ơi. Đấy, thanh lý với giá chỉ có 30.000 một cái nhá, 30.000 một cái thôi. Anh nào có nhu cầu quan tâm thì alo cho em này. Em mua để ở nhà một cái này, đấy, cực kỳ hay nhá. Hàng này là hàng nói chung là chỉ có xịn sò và chất lượng bao đẹp, bao bền và bao rẻ nhá, 30.000 một cái cho em. Nên em có một cái lô khóa quý vị nhé. Đây, khóa này là khóa chống cắt, khóa chống cắt cho quý vị này. Đây, với là một cái đường kính của nó bề ngang là 5 cm nhá. Đấy, đường kính 50 mm này, nó có 3 chìa khóa theo kèm, khóa chống cắt, cái chống rỉ cực kỳ là ngon nhá. Rồi, thanh lý cho toàn thể quý bà con của bác mình với giá chỉ có là 35.000 thôi, giá 35.000 một cái nhá. Đấy, quý vị bà con bác mình, anh chị em mình ai có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhá.
Nay em về lại cái mẫu sản phẩm mà đèn đổi đầu một bóng cho quý vị nhé. Đấy, với nhu cầu sử dụng mà cho quý vị về cái mẫu sản phẩm này hàng cực kỳ là xịn sò, cho nên khách đặt quá trời luôn. Đấy, về lại tiếp tục để phục vụ cho quý vị bà con của bạc mình nhé. Rồi, cái mẫu này thì đèn đổi đầu một bóng này, nó gọi là siêu xa luôn nhé. Đấy, đèn đổi đầu ánh sáng trắng này, cực kỳ là đã luôn. Đấy, bóng led siêu sáng này. Và đặc biệt cái mẫu này nó là xài pin 18650. Pin gồm những cái quả máy khoang pin ấy. Đấy, là về xài, lắp vào xài, pin tái sử dụng nhá, pin sạc cực kỳ là ngon luôn. Pin này dung lượng của nó là mình xài 6-7 tiếng thoải mái cho em nhé, 6-7 tiếng thoải mái cho một cái đèn như này. Rồi, có dây sạc theo kèm này. Đấy, có dây sạc theo kèm, có hộp này và dây đổi đầu nhá. Đấy, hàng bao chất lượng cho quý vị mình xài. Rồi, thì hôm nay em về em thanh lý cho toàn thể quý vị bà con của bác mình ấy, với một cái giá chỉ có là 45.000 một cái nhá. 45.000 một cái, đầy đủ phụ kiện như này. Đây, về chỉ có việc xài thôi. Đấy, hàng bao chất lượng nhá. Này quý anh chị em bà con của bác mình, ai có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhá. Tiếp theo là cái mẫu sản phẩm mà cái bột nhá. Đây là cái hộp bột để mình thông cống bồn cầu này. Mình bị tắc nghẽn ấy, lavabo này, ống cống này thì nó bị tắc nghẽn ấy, nhà vệ sinh này thì mình đổ vào nhá. Là nó từ làm phân hủy ấy, cái vật liệu cứng nó xong nó sủi bọt lên là nó mà sẽ thông cống cho mình nhá. Cực kỳ là ok và hiệu nghiệm luôn nha. Rồi, thanh lý cho toàn thể quý vị mình này, một lò là 25.000. Mà bác nào mà mua 5 lò ấy thì em sẽ tính giá 100.000 thôi nha. 5 lò là 100.000, còn một lò là 25.000. Đấy, anh em bà con của bác mình có nhu cầu thì alo cho em nha. Rồi, tiếp theo là em lên cái mẫu sản phẩm nha. Một cái đế mà cắt này, đế cắt của máy lắp máy mài mini nha. Mình cắt bằng thành một cái máy cắt bằng này, cực kỳ là ok luôn này. Đấy, cực kỳ là xịn sò luôn nhá. Mình lắp vào nhá, thành một con máy cắt sắt bằng này, từ con máy mài như này. Thì mình lắp máy mài này tầm một tấc hai đầu lại nhá, là xài được cái mặt bằng này cho em này. Thì hôm nay thanh lý với giá chỉ có là 280.000 nhá. Giá bán là 280.000 thôi, giá siêu rẻ rồi. Quý anh chị em bà con của bạc mình quan tâm thì alo cho em nhá. Rồi, tiếp theo là em lên cái mẫu sản phẩm là một cái mẫu đế nhá. Đây là cái mẫu đế để mình khoan bàn. Đấy, từ cái khoang này là khoang cầm tay nhá, mình lắp vào. Đấy, khoang đầu 10 ly, 13 ly gì cũng được hết nhá, lắp vào đây. Đấy. Cực kỳ là hay nhá. Rồi, thế sau đó là mình có thể khoan này. Đấy, mình khoan thành một cái đế khoan bàn nhá. Cực kỳ là đẹp và xịn sò như này. Nó cực kỳ chính xác nhá. Bác nào mà hay làm công việc gia đình nhỏ nhỏ ấy, thì làm những cái này cực kỳ là hay. Rồi, thanh lý với giá chỉ có 280.000 nha. Giá chỉ có 280.000 thôi. Đấy, quý anh chị em bà con của bác mình có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nha. Tiếp tục em lên cái mã sản phẩm bình xịt nhá. Bình xịt cho toàn thể quý vị mình này. Đây là cái mẫu bình xịt phun thuốc trừ sâu này. Đấy, là bơm nước cho hoa, cho lan này. Cực kỳ là xịn sò luôn nhá. Đây là mẫu này mà hàng cao cấp, cực kỳ là xịn sò cho em. Bình cực kỳ dài dằng, bà nén hơi cực kỳ là khỏe luôn. Với cái màu này là dung tích 2 lít nhá. Này, hôm nay thanh lý với giá chỉ có là 60.000 một bình cho em này. Hàng cực kỳ là xịn sò luôn. Đấy, bình cực kỳ dài dằng nhá. 60.000 một bình cho em. Đấy, quý vị bà con và mình quan tâm thì alo nhá. Tiếp theo em lên cái màu sản phẩm mà kìm mỏ quà cho quý vị nhá. Đây là cái màu kìm mỏ quà hàng Nhật cực kỳ xịn sò luôn. Đấy, đây là màu này là màu lớn nhá, màu kìm quà lớn nha em này. Đấy, màu này thì đường kính cực kỳ là rộng luôn, đường mở của nó quý vị nhé. Đây này, đường kính của mở của nó là 10 phân cho em nhé. Đấy, như này thì quá thoải mái rồi cho quý vị bằng các ống này nhá. Rồi, cực kỳ là ngon luôn. Với cái màu sản phẩm này thì em bán một cái là 140.000 nhá. 140.000 một cái kìm màu quà hàng lớn như này. Đấy, hàng này hàng Nhật bao xịn sò luôn quý vị nhé. Có tay bọc này, hàng cực kỳ cao cấp luôn. Đây, quý anh chị em bà con của bác mình có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhá. Tiếp theo này có về cái lô sản phẩm máy khò nhiệt đất mắt cực kỳ xịn sò nhé. Đây là cái mẫu của hàng Thái Lan, hay xài điện 220 cho em nhé. Với công suất cực kỳ lớn luôn, 2000W cho em. Và nhiệt độ của nó là từ 60 cho đến 6000W này. Ngấp độ 1 là 250W thì nó là 60 độ C. 1000W là 350 độ C nhé. Và 2000W là 6000 độ C này. Cực kỳ là xịn sò luôn, 600 độ C quý vị nhé. Nhầm, 600 độ C cho em này. Đấy, cực kỳ là ngon luôn. Và tặng kèm hai cái đầu này. Đấy, muốn gom nhỏ này và xòe lớn này. Đấy, hàng motor cực kỳ lớn luôn. Hàng bao xịn sò cho toàn thể quý vị bà con của bạc mình nhá. Với giá chỉ có là 330.000 thôi.
Đấy, thanh lý với giá 330.000 nhá. Quý vị bà con bạc mình quan tâm thì alo cho em này. Em liên tiếp với hộ sản phẩm máy cào râu cho toàn thể quý anh chị em bà con của bạc mình này nha. Đây là một cái mẫu sản phẩm máy cào râu hai chức năng. Đấy, hàng này là hàng bao xịn sò đây, bao chất lượng nhá. Đấy, bao cho tất cả các quý ông có những cái bộ râu như rễ tre hay là rễ dừa gì ấy, đồng chơi tất được hết nhá. Rồi, cực kỳ là đã luôn nha quý vị nhá, cực kỳ là đã luôn này nha. Bao khỏe luôn nhá. Nó có hai chế độ này, cào râu này và có chế độ cào lông mặt nhá. Đây, bật lên trả cào lông mặt cho em, cực kỳ là sướng luôn. Đấy, cực kỳ tiện lợi nhá. Và sạc thì pin nó nằm trong rồi nhá. Mình chỉ cần đẩy cái này lên là mình sạc thôi. Ai xài sử dụng hết, đẩy cái này lên là sạc, cực kỳ là đã luôn nhá. Rồi, nay em thanh lý cho toàn thể quý anh chị em bà con quạt mình với giá chỉ có 100.000 thôi. 100.000 nhưng mà một có một cái sở hữu một con máy cào râu bao chất lượng, bao xịn sò như này, siêu tiền lời, siêu gọn nhẹ như này, cực kỳ là đã nha. Rồi, quý anh chị em bà con bạc mình có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nha. Em lên cái mẫu tỉa lông mũi cho bà con của bạc mình nha. Đó, nhiều bà con hay hỏi đấy, về cái mẫu tỉa lông mũi nha. Đây là cái mẫu tỉa lông mũi bằng tay, nó cực kỳ là gọn nhẹ và tiền lời sử dụng nha. Đấy, mình chỉ cái đúc này vào trong lông mũi là nó, mình nhấp như này nó tự ngắt, tự cắt cho mình thôi. Đấy, rất kỳ là dễ sử dụng nha, nó nằm trong một hộp cực kỳ đẹp. Đấy, về phục vụ quý vị bà con của bác mình nhé. Với giá 40.000 một cái này, 40.000 một cái quý vị nhé. Đấy, bà con của bác mình có nhu cầu quan tâm thì alo này. Tiếp theo em lên cái mẫu pin và sạc cho toàn thể quý vị bà con của bác mình nhé. Rồi, pin đây là pin 18650. Pin này là pin tái sử dụng quý vị nhé. Đấy, về số lượng cực kỳ là đã luôn. Đấy, bao cho tất cả quý vị bà con của bác mình sử dụng nhé. Rồi, pin này là pin đảm bảo chất lượng cao cho toàn thể quý vị bà con của bác mình này. Xài những cái quả pin như máy để thay thế máy massage này, rồi như đèn pin này, đấy, mà mình có thể những cái quả pin này là tái sử dụng nhá. Pin 18650 này là pin cho những như cái quả pin của máy khoang pin ấy, là pin hơi lớn nhá. Đấy, khác với pin remote điều khiển mình đấy, lớn hơn nhá. Rồi, pin này là tái sử dụng được, pin 18650. Đấy, hàng về số lượng cực kỳ là nhiều là đã luôn quý vị nhá. Rồi, thanh lý này, một quả 15.000 nhá, một quả 15.000 cho em. Và kèm theo đấy, sạc này, và sạc này, sạc đế nhá. Đấy, một sạc 30.000 một cái này. Sạc là 30.000 một cái cho em nhá. Đấy, sạc về bao la luôn. Phục vụ cho quý vị bà con của bạc mình cực kỳ là đã luôn nhá. Sạc 30.000 này, pin 15.000 này. Quý anh chị em bà con của bạc mình có nhu cầu thì alo cho em nhá. Đấy, về số lượng cực kỳ là đã luôn, pin thì đảm bảo chất lượng cao cho toàn thể quý vị bà con của bạc mình nhá. Em liên tiếp cái mẫu xăm thịt bằng tay cho quý vị mình nhá. Đây là một cái cây xăm thịt bằng tay này. Hay nhà mình hay nấu ăn ấy, làm thịt nướng này, hay là chiên, là rang này, rám này. À, thì mình thịt sườn ấy thì mình xăm cho nó mềm, đấy, nó thấm gia vị, nó cho ăn cho nó ngon nhá. Thì mình nên mua một cái này về này nhá, mình xăm vào cho nó mềm, xăm vào thịt nhá. Đấy, khi mình xăm là nó như này, nó sẽ tự động như này nhá. Rồi, và đây là cái này là sắt chống inox nhá, chống rỉ rẹt cho em này. Đấy, cực kỳ an toàn vệ sinh luôn ha, cái này bằng nhựa. Nó cực kỳ là về hợp về an toàn vệ sinh như này. Rồi, thanh lý với giá chỉ có 25.000 một cái nhá. 25.000 một cái. Đấy, quý anh chị bà con của bác mình có nhu cầu thì alo cho em này. Em lên cái mẫu đèn pin mini cho quý bà con của bác mình nhá. Rồi, đây là một cái mẫu đèn pin mini hàng Nhật xịn sò cho em nhá. Rồi, nó là dòng mini nhưng mà nó đầy đủ chức năng luôn. Đấy, một cái tính năng cực kỳ là xịn sò nhá. Rồi, có móc gài áo này, có khuy gài áo cái quần nhá. Rồi, cực kỳ là đẹp rồi. Nó là có thể tăng giảm xa gần luôn nhá. Rồi, siêu sáng này, với một cái chất lượng mini đèn siêu sáng, nó có nhiều, có thể rọi xa này nhá. Phóng to thu nhỏ cho tùy thủy cho mình nhá. Gần thì mình phóng to ra, mà xa thì mình có thể nhom nhỏ lại để phóng xa nhá. Đấy là tính năng đầu tiên. Tính năng thứ hai là mình có thể là, đấy, đèn bên đông khi cấp điện này, cần cái đồ sáng rồng này, mình có thể nhá, với một cái bóng đèn LED siêu sáng như này, nó siêu sáng như quý vị nhá, nó đấy, siêu tiết kiệm điện luôn. Rồi, có thêm một cái tính năng nữa đấy là nhấp nháy để báo hiệu sự cố cho em nhé. Rồi, nay thanh lý cho toàn thể quý anh chị em bà con của bác mình ấy, với được cái giá cực kỳ đẹp luôn nhá. 40.000 một cái cho em, với giá chỉ có 40.000 thôi, có kèm theo dây sạc cho nó này, nó nằm trong một cái hộp nhựa nhá, siêu chất lượng như này. Rồi, quý anh chị em bà con của bác mình có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhá. Em lên một cái tuyệt phẩm cho toàn thể quý anh chị em bà con của bác. Cô chú anh thì thường xuyên hay uống nước chè này,
nước sôi ấm này và nước chè xanh nhá. Rồi một cái bình dung tích 2 lít này, cực kỳ là đẹp luôn nhá. Đây là hai lớp luôn, hai giữ nhiệt cực kỳ là ok luôn nhá. Hai giữ nhiệt, bao cho giữ nhiệt cả ngày thoải mái cho em nhé. Hai lớp inox cực kỳ là dài dặn luôn, hàng cực kỳ là chắc chắn và xịn sò nhá. Rồi đấy, có nắp đầy như này và lúc nào mình sử dụng thì mình nhấn cái nút này lên nhá, là mình nó sẽ tẩy nước ok. Còn bình thường mình mở ra thì sẽ đóng lại nhá, cực kỳ là đẹp luôn. Với dung tích 2 lít ngày hôm nay em sẽ sale với giá chỉ có 150.000 thôi nhá. 150.000 một cái bình như này quá tuyệt vời, quá đẹp và quá chất lượng luôn. Quý anh chị em bà con bạc mình ấy, ai có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhá. Em lên cái màu cao dạng vai gãy nhá. Bác nào mà thường xuyên đau vai gãy này, mỏi cổ, mỏi lưng này, phải gọi đau cổ tay, cổ chân thì mua một cái hộp này về dạng nhá. Đây là cao dạng vai gãy ngải cứu cho em, gồm có một cái hình như này, nó rất là dễ dạng. Dạng ở đâu cái vị trí nào cũng nó có thể cong queo cũng được nhá. Rất chi là dễ này và nó là độ bám rất chi là cao và cái ngải cứu này nó rất là nóng nhá. Rồi, với là một hộp như này gồm có 12 miếng cho em này. Hôm nay em sale cho tất cả quý bà con các bác mình về xài với giá chỉ có 20.000 đồng một hộp nhá. 20.000 đồng một hộp thôi. Em lên một cái tuyệt phẩm máy khoan pin cho toàn thể quý bà con của bác mình nhá. Đây là một cái mẫu khoan pin hàng công ty Homoki nhá. Này, hàng cực kỳ là siêu chất và đẹp luôn nhá. Motor thì mua motor từ lớn này, cực kỳ là đã luôn này. Dòng motor từ không thang nhá. Đầu kẹp 13 ly Autolux nhá. Ba chế độ khoan tường bằng tôn bằng vít nó trong em bao nhá, có tay cầm trợ lực. Cái mẫu này thì các anh mà đi làm thợ điện lạnh ấy, khoan lỗ, khoét lỗ á, P60 cực kỳ là ngon luôn nhá. Với một cái dung lượng là hai quả pin 15 cell nhá. Hai quả pin 15 cell hàng công ty bao chất lượng luôn, xịn sò cực kỳ là đã luôn nhá. Sạc bằng là sạc bằng nhanh ren này. Hay hàng cực kỳ chất luôn nhá. Rồi, ngày hôm nay em sẽ thanh lý cho toàn thể cell này, sell cho toàn thể quý vị bà con của mình với giá chỉ có 1.500.000 nhá. 1.500.000 một bộ com lê gồm có hai pin 15 cell, một thân máy và sạc bằng như này nhá. Pin thì có chế độ đèn báo pin luôn này, cực kỳ là đẹp luôn nhá. Quý anh chị em bà con của bác mình á, mà đi công trình này, hoặc là làm gia đình này, nhất cái nách luôn quý vị nhá. Rồi có qua mình có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhá. Tiếp theo Tân Phước sẽ lấy cái mẫu sản phẩm đầu bằng tôn cho toàn thể quý anh chị em bà con của bác mình nhá. Đây là một mẫu bằng tôn hàng cao cấp xịn sò luôn. Đây đầu bằng tôn là 500 này là hít cực kỳ là chắc chắn nhá, 500 này là 500 xịn nhá. Rồi mình bắn không bị rơi 500 này. Và cái màu sản phẩm này ấy, thì nó thiết kế là cái khuôn của nó cực kỳ là vừa với là cái đầu mũ của cái đầu vít băng tôn nhá, cho nên nó không bị tuông bị trầy gì đấy, cực kỳ là ngon luôn. Rồi với giá chỉ có là 25.000 một vị nhá. Đấy, ngày hôm nay em sẽ sale với giá chỉ có 25.000 thôi. Anh chị em bà con của bạn mình quan tâm thì ơi em nhá. Em lên tiếp một cái màu sản phẩm đây là cái máy mài khuôn, mài lụa mini cho toàn thể quý anh chị em bà con bạn mình nhá. Đây, và phụ kiện theo kèm của mỗi nó là gồm có 100 món chi tiết theo kèm quý vị nhá. Đây, gồm có mũi khoan này, mũi đá, đá mài, đá cắt, đá gầu các kiểu đầy đủ như này. Thì cái sản phẩm này là hàng của Thái Lan nhé, hàng Thái Lan. Bởi nhập khẩu bởi công ty Anh Phát nhá. Đấy, tem chống hàng giả cực kỳ là ngon này. Nha, có điều chỉnh tốc cho quý vị này. Đấy, có điều chỉnh tốc 6 số nhá. Thang ngoài này cực kỳ là xịn sò luôn. Đấy, mài khuôn mài lụa mini có dây là nối dài để mình mài những cái con ngóc hết đằng trong này. Đấy, mài ấy này mình nối theo nhá, và các đầu nối theo kèm các cái đầu này đấy nhá, các đầu kẹp theo kèm rất chi là đầy đủ luôn. Thì ngày hôm nay em sẽ sale với giá chỉ có 450.000 thôi. 450.000 một cái sản phẩm như này nhá. Đấy, 100 món chi tiết theo kèm như này, mài khuôn mài lụa này, hàng nhập khẩu Thái Lan cực kỳ là xịn sò. Đấy, quý anh chị em bà con bạn cần quan tâm thì alo cho em nhá. Tấn Phúc lên tiếp một cái màu sản phẩm rùa cho cả nhà mình nhé. Đây là cái màu rùa gồm có 5 cây. Đây là rùa này là rùa bé nhé, rùa mini. Đấy, gồm có 5 cây hàng Kabushi nhé. Hàng Kabushi cực kỳ là xịn sò luôn quý vị nhé. Hàng Nhật Kabushi nhé. Đấy, bao VIP luôn. Đấy, mình về mình rùa, đặc biệt là rùa để rùa cái những cái chi tiết nhỏ ấy là cực kỳ là đã luôn nhá. Rồi, đây rùa lưỡi cưa xích này. Đấy, là dùa cưa, dùa giữa các kiểu con là điệu mình muốn dùa gì thì dùa nhá. Những cái chi tiết nhỏ, máy móc nhỏ nhá. Đây, gồm có 5 cây này, gồm có cái bẹp này, cái tròn nhá. Cái tròn và tam giác có này, vuông có này và bầu dục có này. Có đầy đủ, gồm có 5 cây như này. Thì hôm nay em sẽ sell cái mẫu sản phẩm này cho bà con của bác mình về xài nhá. Rồi, với giá chỉ có là 95.000. Đấy, 95.000 gồm có một hộp như này nhá. Hàng cực kỳ cao cấp và xịn sò luôn. Rồi quý anh chị bà con của bác mình có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhá.
em liên tiếp với hộ sản phẩm bào rau củ quả nhé. Đây là một cái vị dao gọt hai mặt này, hay dao gọt rau củ quả này, bào củ quả nhé. Và cái mẫu làm như những cái khung hình nhé, nó cực kỳ là đẹp luôn. Đây, mình cắt gọt tỉa hoa quả cực kỳ là xịn sò nhá. Đây là hàng cao cấp luôn, hàng cao cấp cho toàn thể quý vị mình nhá. Inox chống rỉ rác này, hàng cực kỳ là VIP rồi. Rồi ngày hôm nay em sẽ sale vào một cái bộ com lê như này, với giá chỉ có 50.000 quý vị nhá, 50.000. Đấy, quý anh chị em bà con hoặc mình đấy quan tâm thì alo cho em nhá. Sản phẩm bao chất lượng cho quý vị bà con của bạn mình xài nhá. Em liên tiếp cái mẫu sản phẩm tô vít đóng quý vị nhá. Đây là một cái mẫu tô vít đóng hàng cực kỳ cao cấp và xịn sò luôn. Đây là cái mẫu tô vít đóng 1/2 nhá. 1/2 cho em. Đây. Đây là tô vít đóng đóng này là cái đầu này là đầu 1/2 nhá. Đây mình có thể cái này cực kỳ là đa năng luôn, có thể đóng này, đóng tô vít này, ba ke đầu dài ba kiểu này. Và đóng mình lắp có thể lắp đầu khẩu nhá. Đây là cái đầu này là đầu khẩu 1/2. Đấy, có thể lắp cái đầu khẩu 1/2 này vào nhá. Mình những con ốc ấy là mình có thể đóng luôn ra luôn. Đây là nó có trợ lực nhá. Khi mình chuyển qua cái vào ra này thì nó khi mình đóng nó sẽ trợ lực, nó sẽ tự động rung và đóng cho nó con vít nó rơi nó ra nhá, nó bong ra để cho nó dễ. Đấy, và được tặng kèm này. Đấy, tặng kèm nha quý vị nhá. 10 máy mũi đây, 2 4 6 8 10 này. Đấy. Nhiều mũi như này nhá. Rồi ngày hôm nay em sẽ sale với giá chỉ có là 190.000 nhá. Hàng này là hàng của Đức, cực kỳ là xịn sò luôn. Quý anh chị em bà con của bà cần quan tâm thì alo cho em nhá. Em lấy tiếp cái mẫu sản phẩm kính hàng điện tử quý vị nhé. Đây là mẫu kính hàng điện tử. Thì cái kính hàng điện tử này nó là có chế độ auto. Auto có nghĩa là tự động nhá. Khi mình hàng thì nó sẽ tự động tối cho mình nhá, không làm bị hư hỏng đau mắt của mình nhá. Đấy, để muốn bảo vệ cho đôi mắt của mình luôn ok, luôn luôn trong sáng và không bị mờ nhòe, thì khi hàng ấy thì mình nên sử dụng một cái kính hàng điện tử tự động này nhá. Đấy, nó sẽ tự động điều chỉnh ánh sáng cho mình. Đấy, khi mình hàng thì nó sẽ tối và khi không hàng thì nó sẽ sáng, mình sẽ vẫn nhìn thấy nhá. Rồi, khi mình về mình sử dụng thì mình bóc cái lớp dầu ngoài này cho em nhá. Đấy, cho nó trong ra, cho nó sáng ra. Thì ngày hôm nay trên kênh của em sẽ sale với giá chỉ có 110.000 nhá. 110.000 một sản phẩm. Đấy, quý anh chị em bà con hoặc cần quan tâm thì alo cho em nhá. Em xin tiếp cái mẫu sản phẩm gối massage cho bà con của bác mình nhá. Đây là cái mẫu gối massage này. Để trị các bệnh như đau vai gáy này, đau vai này, đau vùng đau lưng này, đây nhá, cực kỳ là đã luôn. Dòng này thì nó là 20 bi luôn, 20 bi siêu khỏe luôn quý vị nhá. Đây, nút mở nguồn bên này, có đèn luôn, báo cực kỳ bao khỏe nhá, mình tì đè thoải mái luôn, nằm trên thùng cực kỳ là đã luôn quý vị ơi. Đấy, thì cái sản phẩm này ngày hôm nay em sẽ sale với giá chỉ có là 280.000 này. Nó có rất nhiều chức năng nhá. Đây, mình bấm vào đây, xoay ngược xoay xuôi hay là lớn nhỏ, rùng lớn rùng ít tùy mình nhá. Và tặng kèm theo một cái matcha mini cho quý vị bà con của bạc mình. Hãy tặng kèm theo một cái matcha mini nhá. Rồi, matcha mini ở đây. Rồi, quý anh chị em bà con của bạc mình quan tâm thì alo cho em nhá. Máy xây dựng Tân Phúc xin kính chào toàn thể quý anh chị em bà con của bạc trên khắp mọi miền Tổ quốc nhá. Rồi, quay trở lại với kênh máy xây dựng Tân Phúc ngày hôm nay. Hãy Tân Phúc sẽ xài sale và xả rẻ một cái số mặt hàng về hàng kim khí nhá, hàng kim khí giá siêu rẻ luôn cho toàn thể quý anh chị em bà con của bác mình. Rồi, chỉ 10.000 nhá, 10.000 20.000 đã có sử dụng rồi, về dùng rồi nhá. Rồi, đầu tiên em sẽ lên cho toàn thể quý anh chị em bà con của bác mình một cái sản phẩm nhá. Đây là một cái dao cắt rọc giấy này. Hàng này là hàng bao xịn luôn, bao ngon nhá. Hàng dao cắt rọc giấy cho em. Đấy, hàng này là bao VIP, bao xịn sò. Rồi, hôm nay sẽ sale với giá chỉ có 10.000 một cây thôi. Đấy, 10.000 một cây nhá. Số lượng thì bao la, anh nào xỉ lẻ hay có hết nhá, đầy đủ bạc ngàn chỉ xứ luôn. Rồi, tiếp đến là một cái sản phẩm nữa, đấy là một cái bộ tô vít bộ lục giác nhá, bộ lục giác cho toàn thể quý anh chị em bà con bạc mình này. Một cái bộ lục giác này là giác sao, giác bung, giác bi. Đấy, có hai loại luôn nhá. Giác đây là giác bi này. Hàng này là hàng ZT, hàng USA, hàng cực kỳ cao cấp và xịn sò quý vị nhá. Đấy, được mạ chrome siêu bóng luôn. Đấy, hàng này là chống rỉ rét cho em. Hàng chất lượng bao xịn sò. Đấy, sale với giá 50.000 một bộ nhá, 50.000 một bộ. Hàng ZT USA cho em, này hàng cực kỳ là VIP luôn. Đấy, một bộ như vậy là 50.000. Còn anh nào muốn lấy lục giác mà giác bông nhá, đấy, bông ấy. Đấy, bông là 55.000 cho em. Đấy, thì cái màu lục giác bông này ấy là nó là cái màu nhá, thép CRV. Đấy, hai cái màu này là hàng cùng một công ty luôn. Đấy,
sẹp CRV siêu cứng, siêu xịn sò cho toàn thể quý vị bà con và bạc mình. Đấy, để em bóc ra một bộ đây, đây. Bóc ra một bộ cho quý vị nhá. Đây, thép CRV này nhá. Đấy, nói như nào là có như đấy nhá. Đấy, được dập nổi trên trên thân luôn. Này, cực kỳ là xịn sò luôn. Siêu bóng bẩy luôn nhá. Chống rỉ rách cực kỳ là VIP luôn, siêu cứng luôn. Những cái đầu này nó tôi bao cứng luôn, bao xịn sò. Đấy. Chỉ có 55.000 một bộ nhá. 55.000 một bộ là lọc giặt bông cho em này. Rồi, tiếp đến là cái bộ một cái sản phẩm nữa, đây là một cái cây tô vít. Đây là cái mẫu tô vít tăng giảm quý vị nhá. Tô vít tăng giảm này. Tô vít này là mình có cái lỗ bên luôn, mà có thể là dùng bằng trợ lực, bằng tay, bằng chữ L, cần chữ L, chữ T như này. Mình khi mình siết mình vặn cho nó có lực nhá. Còn không ấy là nó là tăng giảm quý vị nhá. Có thể rút cái đầu này ra. Đấy, mình có thể rút ra. Rút cái đầu này ra nhá. Đây, rút nó ra và mình giặt lên đây này. Nó là tăng giảm cho em nhé. Nó là tăng giảm này, cực kỳ. Mình nhấn cái nút này vào nhá, nhấn nút vào. Đấy, nhấn nút vào cho nó vào. Ok chưa? Đấy. Em một tay nhá. Đấy, một tay cho nên nó có thể tăng giảm được nhá, tăng giảm được cho em. Đây, em vào đây nhá. Đấy, cực kỳ là ngon luôn, tăng giảm thoải mái luôn nhá. Đấy, hai đầu luôn. Đấy, sale nhá, sale giá xỉ lẻ bao luôn này. 10.000 đồng một cây nhá, 10.000 một cây thôi, giá phải nói là siêu rót, siêu rẻ luôn. Rồi đến đi sản phẩm tiếp theo này là một cái kéo. Cái kéo này là kéo tỉa. Kéo tỉa bấm chồi. Đấy, bấm chồi chồi non ấy, chồi cành ấy. Đấy, chồi cành non, chồi lá, cực kỳ là đẹp đúng nhá. Rồi, nhỏ gọn siêu đẹp như này, có lò xo tăng giảm như này, cực kỳ VIP nhá. Rồi, bác nào cắt lông mùi cũng cắt được luôn, tỉa lông mùi cũng tỉa được luôn nhá. Rồi, hàng là bao ngon rồi, hàng là hàng nội địa Taiwan. Nội địa Taiwan nhá, được dập nổi cho như này. Công nghệ thì nó cấp công nghệ đấy là liên doanh Việt Taiwan, Nhật Taiwan nhá. Đấy, cực kỳ là ngon luôn, là hàng liên doanh như này. Rồi, sale với giá chỉ có là 55.000 nhá, 55.000 một cây. Đấy, cực kỳ là ngon nhá. 55.000 nhá. Anh nào mốc được thì alo cho em này. Rồi, tiếp đến là cái bộ sản phẩm một cây thước mét nhá, một cái cây thước mét cho em này. Thước mét này là thước mét hai đầu. Thước mét hai mặt nhầm nhá, thước mét hai mặt cho em. Có lỗ bang luôn. Đấy, một đầu một mặt là lỗ bang nhá. Anh nào có cần lỗ bang thì mình theo cái chế độ phong thủy ấy thì có lỗ bang đằng sau này. Còn trước này là thường, số lớn cho dễ nhìn nhá. Rồi, thước 7,5 m quý vị nhá, thước 7,5 m cho em. Hàng này là bao xịn sò rồi. Đấy, hàng này là bao có bọc cao su bên ngoài này, hay chống vỡ này, cực kỳ là đẹp nhá. Rồi, 55.000 một sản phẩm quý vị nhá, 55.000 một sản phẩm. Quý anh chị em bà con bạn mình có nhu cầu quan tâm thì cứ alo cho em nhá, xì lệ đầy đủ hết. Rồi, về tiếp cái lô sản phẩm bình giữ nhiệt quý vị nhá. Đây là bình giữ nhiệt mẫu 8 lít và 10 lít cho em này, hàng cực kỳ là xịn sò luôn quý vị nhá. Đây, cái loại này thì trong inox này, ngoài inox luôn, bọc ở giữa là bọc cách nhiệt, cực kỳ là giữ nhiệt, nước sôi, nước lạnh, nước đá gì cũng xài được hết quý vị nhá. Hàng bao chất lượng luôn, có vòi xả nước cho em này. Thì hôm nay em sẽ sale trên kênh thì giá cực kỳ là rẻ nhá. Rồi, con 8 lít thì 220, còn con 10 lít là 250.000 nhá. Đấy, anh em nào có nhu cầu quan tâm, bà con nào có nhu cầu sử dụng thì alo cho em nhá. Tiếp theo em lên cái mẫu sản phẩm kéo cắt cành trên cao quý vị nhá. Đây là mẫu kéo cắt cành trên cao. Thì đây là cái lưỡi này, thì mình có thể đưa vào mình kè mình cắt nhá. Đây. Đây nhá, nó là cái lưỡi mình đưa vào mình cắt cho em nhá. Lưỡi để vừa cắt này. Còn đây là lưỡi này để mình cưa những cái cành trên cao nhá. Cực kỳ là ngon luôn. Hai hàng bao chất lượng, bao xịn sò, có dây giờ sale kèm luôn. Đây, một bộ hôm nay em sẽ sale với giá chỉ có là 150.000 nhá. 150.000 một cái bộ sản phẩm. Cái bộ dao kéo cắt tỉa cành trên cao nhá, có kèm theo lưỡi cưa luôn. Đấy, quý vị về lắp vào cho em nhá. Rồi, quý vị quan tâm thì alo cho em này, chỉ có 150.000. Em lên tiếp cái mẫu sản phẩm đuôi đèn cảm biến cho toàn thể quý vị bà con bạc mình nhá. Đây là cái mẫu đuôi đèn cảm biến này, khi mình có bóng đèn người đi qua ấy, khi mình đấu rồi luôn luôn chế độ chờ nhá, thì có bóng đèn đi qua, bóng người đi qua là nó sẽ tự phát sáng cho mình. Đấy, quý vị nhìn thấy chưa, là nó cực kỳ hay luôn. Thì nó đỏ trong vòng tầm 1 phút là nó sẽ tự tắt nhá. Rồi, đây là cái mẫu đuôi đèn cảm biến cho em. Đấy, có mình về mình mua về đấu nhá. Đấu vào hai cái sợi dây này, vào hai cái dây nguồn. Và luôn luôn để ở chế độ chờ bật như vậy thì nó sẽ tự sáng đấy. Có gì cần gọi nhất nhất có ánh sáng đi qua là nó sẽ tự phát sáng cho mình này.
đó, cực kỳ là hay nha. Và ngày hôm nay em sẽ sell cái mẫu sản phẩm này với giá chỉ có là 50.000, 50.000 một sản phẩm quý vị nhá. Rồi quý anh chị em bà con hoặc mình quan tâm thì alo cho em này, một đuôi đèn cảm biến như vậy cực kỳ là hay nhá, về lắp nhà vệ sinh này, hành lang này, đặc biệt là để chống trộm nhá, các cổng luôn, khi vào có người đi đến là nó tự phát sáng, là nhiều lúc nó hơi giật mình cho em nhá, cực kỳ hay đấy quý vị nhìn thấy chưa, chỉ cần ấy là nó sẽ phát sáng như vậy, chỉ có 50.000 thôi. Hãy nhanh chân nhanh tay mua về để bảo vệ ngôi nhà của mình quý vị nhá. Em liên tiếp cho toàn thể quý vị bà con hoặc mình một cái mẫu dao nhá, đây là cái mẫu dao Hắc Long, tên gọi của nó là Hắc Long, như cương đao Hắc Long có hình con rồng nhá quý vị nhá. Rồi đây là một cái mẫu là dao thép siêu cứng, CRB siêu cứng em nhá, nó liền luôn, từ lưỡi cho đến cán luôn nhá, rồi cho đến tay cầm luôn, và tay cầm này là bọc nhựa chống rồng, chống êm tay nhá, cực kỳ là ngon luôn. Cái dao này thì nó cực kỳ đa năng, nó có thể vừa thái này, vừa chặt này, chặt gà cực kỳ là ngon luôn nhá, các rau các kiểu, con là điệu thì thoải mái cho em rồi. Một con dao này để bếp thì nó cực kỳ là đa năng rồi. Thì ngày hôm nay trên kênh em sẽ sell cho toàn thể quý anh chị em bà con hoặc mình ấy với một cái giá cực kỳ là đẹp luôn nhá, với chỉ có 65.000 một cây này, và có bọc nhựa, bọc da nhá, bọc da bên ngoài cực kỳ là đẹp luôn, đeo đi đâu cũng được, cũng rất kỳ là an tâm nhá, và có bảo vệ lưỡi luôn nhá, có bảo vệ lưỡi luôn đây, cái này là bảo vệ lưỡi luôn này, mình về mình xài xong mình bảo vệ lưỡi cực kỳ là ok luôn nhá. Rồi quý vị bà con bác mình quan tâm thì alo cho em nhá, với mẫu dao Hắc Long này nhá. Em lên cho toàn thể quý anh chị em bà con hoặc mình ấy một cái sản phẩm nhá, đây là mẫu kìm bấm chết Grossman, hàng cực kỳ cao cấp luôn nha. Đây là cái hàng này là gọi đó là hàng loại một, hàng đại hàng chữ dập nổi Grossman trên thương mại USA nhá. Rồi hàng này là chất liệu thép CRV gọi là siêu cứng luôn, thép này thép đặc chủng nhá, thép sắt này, sám này, logo ok lắm, CRV nhá, cực kỳ là vip luôn. Đấy, kìm bấm đằng trước này là bấm vào là chết ngay luôn á quý vị ạ. Rồi thanh lý nhé, thanh lý bây giờ 100.000 một cái thôi quý vị ơi. Đấy, về số lượng cực kỳ là nhiều, anh chị em bà con bạc mình quan tâm thì alo nhá. Em lên tiếp cho toàn thể quý anh chị em bà con hoặc mình một cái mẫu sản phẩm nhá, đây là một con máy cắt trượt mini dài lưỡi 1 tấc 85 này, hàng cực kỳ là ngon quý vị ơi. Đấy, gồm nó như này đây, nó là gồm có một lưỡi theo kèm quý vị nhá, dài lưỡi 1 tấc 85 này, có thể trượt nhá, đây là có thể trượt cho em này. Đấy, mình cắt cái gỗ mình có thể trượt lên trượt xuống này nhá. Rồi công suất của em nó là gồm có là 1200W quý vị nhá, công suất của nó là 1200W này. Đấy, cực kỳ điện à, điện 220V nhá. Đấy, vòng tua thì khá lớn rồi, 5200 vòng trên một cục nhá, cực kỳ là xịn luôn. Rồi với một cái màu sản phẩm này, hàng cắt được như này nhá, có phụ kiện theo kèm này. Đấy, phụ kiện theo kèm một tầng kèm theo một cái lưỡi 1 tấc 85 cắt sắt nhá. Cái màu này là đa năng, cắt gỗ, cắt sắt và cắt gạch thoải mái cho em nhá, và có thể cắt góc 45 độ của mình, mở cái này ra này. Đấy, chỉnh góc cắt góc 45 độ cho em nhá. Rồi hàng cực kỳ có bảo hộ đầy đủ ngon lành cần đào nhá. Đấy, có bảo hộ đầy đủ ngon lành cần đào như này. Đấy, quý vị nhìn thấy chưa? Rồi cắt trượt thoải mái nhá, đây mình có thể trượt như này. Đấy, cắt trượt tới trượt lui, cái đường kính cắt có thể dài ra nhá. Rồi hôm nay sale với giá chỉ có là 1.300.000 nhá, 1.300.000, và em tặng kèm theo một cái cây COVID và một cây bút điện cho toàn thể quý vị bà con của bạn mình nhá. Đấy, khóa mở rồi chổi thang theo kèm đầy đủ rồi. Hàng này là hàng liên doanh Việt Nhật, bao ngon bao xịn trò cho quý bà con của bạn mình sử dụng nhá. Đây là cái màu sản phẩm, đây là một cái bộ lưỡi dao nhá, bộ lưỡi dao 4 lưỡi dành cho máy xay thịt nhá, máy xay thịt nhá, máy xay 2 lít nhá, đây là như cái máy như này đây quý vị ơi. Đấy, em về lẻ nhá, nhiều khách hàng hỏi ấy, mua máy rồi giờ hỏi là lưỡi có không, bây giờ em về lưỡi cho quý vị nhá. Rồi ngày hôm nay sale với giá chỉ có 20.000 một bộ quý vị nhé, 20.000 một bộ là nó gồm như này, ráp xong là như này quý vị nhá. Rồi để mình lắp vào mình xay ấy, cái bộ lưỡi này nó bị lâu ngày, nó bị cùng ấy, thì mình có thể thay thế nhá. Còn bác nào mà mua nguyên bộ một gồm có cả máy xay thịt 2 lít như này, cố in lúc này thì 160 nhá, 160 thì em sẽ tặng kèm theo một cái bộ lưỡi dao này nữa. Đấy, cực kỳ là ok luôn quý vị nhá. Đây, mình có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nha. Em lên tiếp một cái màu sản phẩm cho toàn thể quý anh chị em bà con bạc mình nha. Đây là một cái màu bàn chải đánh răng, mang thương hiệu đến từ Hàn Quốc quý vị nha. Rồi, từ Korea, này hàng nhập khẩu từ Korea luôn quý vị ơi. Hàng cực kỳ xịn sò nha.
Rồi, cái màu này thì quý vị nhìn thấy nhá, trên cái bao bì nó in là bán lẻ của nó là 32.000 một cái này nhá. Nhưng mà trên kênh em ngày hôm nay em sẽ sell với một cái giá mà nói là hết bất kịch sàn cho quý vị bà con của bác mình về xài luôn nhá. Rồi, một cái chỉ có 10.000 nhá, mỗi cái chỉ có 10.000 thôi. Và quý vị nào mua 5 thì tặng 1, mua 10 tặng 2 nhá. Cứ thế mà nhân lên. Còn quý vị nào mà mua nguyên một hộp như này, đấy một cuộn nguyên một hộp như này là cũng có 30 cái nhá. Một hộp 30 cái, đấy, bán buôn, bán lì, bán xì, bán lẻ gì. Một hộp 30 cái 250.000 cho em nhá. Đấy 250.000 một hộp như này. Còn quý vị nào mua lẻ cứ 10.000 một cái nhá. Mua 5 tặng 1 và mua 10 tặng 2. Quý anh chị em bà con quả cần quan tâm thì alo cho em nhá. Em lên thì cái mẫu sản phẩm đây là một cái bình giữ nhiệt nhé. Đây là cái mẫu bình giữ nhiệt hàng cao cấp cho em này. Inox 2 lớp nhé. Đấy, màu sơn màu cực kỳ đẹp luôn, sơn tĩnh điện cực kỳ đẹp quý vị nhé. Có tay quay đeo này, tay cầm nhá, cực kỳ vip luôn. Và nắp có lọc rác cho em này, có lọc nhá, sạc cho em này, cực kỳ là ngon. Với cái mẫu này thì dung tích của nó là 1 lít quý vị nhé, dung tích 1 lít cho em này. Cao, chiều cao nó tầm 28cm đấy, 28cm cái chiều cao của nó nhá. Rồi, hôm nay em sell bây giờ chỉ có là 75.000 một bình thôi. 75.000 một bình nhá. Quý anh chị em bà con gặp anh quan tâm thì ở em nhá. Rồi Tấn Phúc lên tiếp cho toàn thể quý vị bà con bác mình một cái mẫu sản phẩm nhá. Đây là cái bộ chuyển đổi để mình cưa quý vị nhá. Từ mình cưa bàn nhá. Đấy, từ máy mài chuyển sang cưa bàn cho em này. Nhà nào mà có máy mài rồi ấy, bây giờ mình không muốn làm an toàn hơn các cổ các đồ các kiểu thì mình mua một cái bộ chuyển đổi cưa như này nhá. Cực kỳ là hay luôn quý vị ơi. Đấy, quý vị nhìn thấy chưa? Hàng cực kỳ là ngon rồi và xịn sò luôn nhá. Rồi, ngày hôm nay em sẽ sell cho toàn thể quý vị bà con hoặc mình ấy với giá chỉ có 130.000 nhá. 130.000 thôi. Đấy, một cái bộ sản phẩm chuyển đổi nhá. Nó là một cái hộp nó như này. Nó chuyển đổi. Nó đầy đủ phụ kiện cho mình luôn về lắp ghép vào nhá. Về mình cắt cho nó an toàn. Đấy, có bảo hộ này. Cái này thì có cắt được nghiêng quý vị nhá. Đặc biệt là nó cắt được nghiêng này. Đấy, mình mở ra như này nhá. Tăng giảm lên xuống và cắt nghiêng, chế độ cắt nghiêng có đầy đủ hết cho quý vị bà con bạc mình luôn nhá. Rồi quý vị bà con bạc mình có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhá. Em lấy tiếp một cái mẫu sản phẩm nối dây điện nhanh cho toàn thể quý bà con bạc mình về dùng nhá. Hôm nay về cái lô này khá nhiều luôn và sale với giá và là sập nguồn cho toàn thể quý bà con bạc mình về dùng nhá. Rồi một cái đầu nối nhanh như này, một cái đầu nối nhanh gồm có hai cổng nhá. Mình muốn nối một sợi hai sợi thì tùy ý mình nhá, 3-4 sợi thì mua thêm nhá. Rồi một cái đầu nối nhanh hàng phải nói bảo đảm an toàn tiền lời nhanh chóng nhá. Rồi chỉ một đầu thì có 2.000 thôi, một đầu 1.000 nhá, thanh lý với giá một đầu 1.000 cho em này. Anh chị em bà con bạc mình quan tâm thì alo cho em nhá. Đầu nối nhanh đấy, dây điện cực kỳ ok luôn đấy, như này đấy. Mình chỉ cần bóp cái này, bóp đầu này nhá, bóp đầu này là thấy mở ra chưa, bóp đầu này mở ra sao là mà mình đúc dây điện vào nhá. Rồi mở hay là tháo gì lắp gì cũng nhanh hết, quý bà con của bà còn quan tâm thì alo nha. Em về là cái màu kéo quý vị nhé, kéo XK5 này, hàng cực kỳ cao cấp và xịn sò luôn quý vị nhé. Đây là cái màu kéo XK5 này, hàng Japan nhé, hàng được khắc chữ trên máy luôn, trên kéo luôn này. Hai cán này là cán nhôm đúc nhé, cán nhôm đúc siêu nhẹ luôn, siêu ngon luôn nhá. Thép thì thép siêu cứng cho em này, hàng siêu bén nhá. Rồi vít inox này cực kỳ ok luôn nhá. Hàng này thì đảm bảo chất lượng cao cho toàn thể quý bà con của bạn mình. Nhưng mà cái giá thì phải nói là cực kỳ là rẻ luôn nhá. Rồi, ngày hôm nay em sale với giá chỉ có 25.000 một cái thôi. Nhá, màu bạc cho em nhá, màu bạc cho em này, 25.000 một cái. Đấy là quý vị nào lấy 4 cái nhá, 4 cái là 25.000. Còn quý vị nào mà lấy lẻ một cái là 30.000 cho em nhá. Một cái 30.000 mà nếu lấy combo 4 cái sẽ là 100.000 nhá. Ok chưa? Rồi quý vị có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhá. Về số lượng cực kỳ là nhiều luôn. Em lên cho toàn thể quý bà con quạt mình ấy, một cái dòng sản phẩm đèn pin nhé. Đây là cái màu đèn pin cực kỳ cao cấp và xịn sò luôn quý vị ơi. Nhá. Đây là cái màu chóa cực kỳ là to và sò cực kỳ là xa nhá, siêu sáng luôn. Và đặc biệt nó có hai chế độ nhá. Một cái chế độ là rọi xa cho em này, một chế độ rọi xa nhá. Đây là chế độ rọi xa này, phải nói là cực kỳ xa và sáng luôn này. Và chế độ thứ hai nữa là khi mình cấp điện mình xài vào chiên rồng nhá. Rồi, cái bóng led 100 bóng led trong này ấy, thì nó cực kỳ là sáng rồi nhá. Đó, cực kỳ là sáng cho quý vị luôn. Đã chưa? Đấy, nó hai chức năng như này là quá đạt luôn. Và đặc biệt là nó là có chế độ
sạc bằng năng lượng mặt trời nhé, sạc bằng pin năng lượng mặt trời luôn, có tay cầm luôn, đấy, cực kỳ là hay luôn nha. Rồi, và nếu như mình không muốn sạc năng lượng mặt trời thì mình găm điện bằng cái sạc nhé, bằng cái cổng USB mà, bằng dây sạc này qua cụ sạc điện thoại cho em nhé. Rồi, ngày hôm nay với một cái siêu phẩm như này thì em thanh lý cho toàn thể quý anh chị em bà con bạc mình ấy với một cái giá là cực kỳ là đẹp luôn nhé, 140.000, đấy, 140.000. Anh chị em bà con của bạc mình có nhu cầu quan tâm đến mẫu đèn pin này thì alo cho em nhé. Em xin cho quý vị bà con của bác mình một cái sản phẩm nhé. Đây là cái sản phẩm mà kéo cắt tôn hàng cao cấp cho em nhé. Đây là cái mẫu này là mẫu 10 inch, hay mẫu 10 inch cho em ấy, hàng Kabushi, hàng của Nhật luôn, cực kỳ là đẹp, CRV này, siêu xịn sò luôn nhá. Rồi, quý vị nhìn thấy chưa, nó dập nổi CRV Kabushi trên này luôn nhá, cực kỳ là cao cấp. Và đặc biệt cái sản phẩm này ấy, thì cái quai, cái cán của nó là có bọc cao su êm nhé, không bị bỏng da tay các kiểu, quý vị nhá, hàng cực kỳ là xịn sò này. Ngày hôm nay em sale với giá chỉ có là 95.000 thôi, 95.000 một sản phẩm nhá. Em lên một cái mẫu quạt xài bằng pin cho quý bà con của bạc mình nhá. Đây là cái mẫu quạt cực kỳ là gọn nhẹ và tuyệt vời luôn quý vị ơi, giải chiến cho cái mùa hè nóng được nhá. Rồi, và khi những thời tiết, những lúc khi cấp điện ấy thì có em này xài cực kỳ là ngon luôn. Đây, một cái sản phẩm này là hàng mới về lò quý vị nhá. Đây, với một cái dung lượng quả pin của nó là 10 cell nhá, pin 10 cell cho em này, một quả pin này, một pin một sạc theo kèm, sạc bàn nhé, sạc bàn cho em. Hãy cánh quạt lồng này, lồng bằng sắt em nhé, là lồng bằng sắt quý vị nhé. Và đặc biệt nó là có hai cấp độ này, hai cấp độ nhé, nhanh và chậm cho em, nhanh chậm. Và đặc biệt cái em này ấy, thì mình có thể là đấy, cực kỳ là mạnh luôn này. Và đặc biệt là nó có chế độ xoay cho em nhé, này xoay luôn, cực kỳ là ok, xoay qua xoay lại thoải mái nhá. Rồi, những cái đời trước nó chưa cải tiến, nó không xoay được, bây giờ đời này nó xoay cực kỳ là ngon luôn. Cái này thì có thể cấp điện ngồi ăn cơm cả nhà ngon lành cành đào nhá. Rồi, ngày hôm nay em sale với giá chỉ có là 390.000 thôi quý vị ơi, 390.000. Máy theo kèm gồm một pin một sạc, hàng cực kỳ là VIP luôn. Quý bà con của bạc mình quan tâm thì alo cho em nhá. Em nên cho quý bà con của bác mình một cái mẫu sản phẩm, đấy là cái mẫu massage quý vị nhá. Đây là một cái mẫu massage toàn thân, mình có thể đấm lưng này, đấm đùi này, đấm, nói chung là mình đau nhức mỏi ở đâu thì mình đấm ở đấy nhá. Rồi, cái con này nó có 46 chế độ và 4 chức năng nhé, 4 chức năng đấm này, nó có 4 kiểu nhé. Đấy, đấm mu, bấm chân này, bấm lưng này, nó đầu tùy theo nhé. Rồi, và cái cách sử dụng thì mình rất là dễ nhé. Đây, đây là mình bấm cái nút nguồn cho em nhé. Rồi, mình nhấn giữ. Rồi, đấy là nó là chạy nhé, hoạt động cho mình, là mình đấm thôi. Thấy chưa, quý vị nhìn thấy chưa? Và đây mình tăng chế độ mạnh lên, thì mình tăng lên như này nhé. Rồi, còn mình muốn mà tắt thì mình nhấn giữ. Lúc nào nó tắt là nó sẽ tắt nhé. Rồi, hôm nay sẽ sale với giá gì có là 200.000. Con này 200.000 em sẽ bao ship về từng nhà cho quý bà con luôn nha. 200.000 bao ship luôn. Đấy, quý bà con của bác mình quan tâm thì alo cho em nha. Đấy, nhanh nhanh vì cái số lượng con này em ôm được lô nhưng nó có giá hời như này đấy. Tân Phúc liên tiếp cho toàn thể quý bà con của bác mình ấy một số dòng sản phẩm đồ điện gia dụng quý vị nhá. Đây, đầu tiên lên cho toàn thể quý bà con mình ấy cái mẫu sản phẩm bóng đèn LED nhé. Đây là cái mẫu bóng đèn LED để mình lắp bàn thờ này, bàn thờ ông địa này, này các kiểu nhá. Rồi, cái mẫu này thì nó là siêu tiết kiệm điện luôn, nó chỉ có 1W thôi quý vị nhá. Nó chỉ có 1W thôi. Cực kỳ là ok. Cho nên cái bóng này thì nó siêu bền rồi. Cho nên hôm nay á, em sẽ thanh lý cho toàn thể quý vị bà con bạc mình về dùng nhá. 15.000 một cặp thôi. Đấy, với giá gọi là siêu rẻ luôn. 15.000 một cặp quý vị nhá. Tiếp là một cái sản phẩm là phất cắm nhá. Đây là những cái vật dụng gia đình rất chi là cần thiết này. Phất cắm 5.000 một cái thôi. Đây là cái mẫu này là mẫu thường quý vị nhá. Còn quý vị nào ấy muốn xài hàng cao cấp thì đây, đây là cái mẫu siêu mẫu cao cấp cho em này. Đây là cái mẫu cao cấp nhá. Đây là cái mẫu này là chống cháy này, chống va đập bị vỡ này nhá. 10.000 một cái quý vị nhá, 10.000 một cái. Còn quý vị nào muốn xài mẫu như mẫu âm thì có âm luôn nhá. Âm em cũng có hai loại, một loại là 5.000 nhá. Một loại này 5.000 này, loại trắng thường, 5.000 cho em. Còn lại siêu xịn thì nó là 10.000 cho em nhá. Siêu xịn thì nó 10.000 cho em. Đấy, quý vị bà con của bạc mình thấy rẻ không? Rồi, kế tiếp là một cái bộ CB. Một cái CB 30A nhá, 30A để bảo vệ cho cái nguồn điện cho ngôi nhà của mình. Đấy, nó là CB chống giật, chống quá tải quý vị nhá. CB chống quá tải cho em này, một CB 30A. Rồi, mua một cái CB em tặng kèm theo một cái ốp luôn nhá. Một ốp, mua một được một cho em với giá chỉ có 25.000. 25.000 một sản phẩm như này nhá, 25.000.
Rồi đến là cái bồ chia, đấy, một cái bồ chia. Chia này thì nó có 3 ổ cắm luôn. Đấy. Khi nhà mình ấy những cái ổ cắm nó có một cái ấy, thì mình có thể mua cái bồ chia này về găm vào nhá, và chia ra thành 3 ổ, hai ổ hai bên này. Và bồ này là có thể găm được cái phích cắm mà 3 chân nhá. Đấy, găm được 3 chân. 20.000 nhá, giá chỉ có 20.000 thôi quý vị nhá. Giá phải nói là siêu rẻ luôn. Ok chưa? Rồi, một cái ổ cắm, đấy, một cái ổ cắm có luôn cả một cái automat như này, gọi là CB ấy, có luôn một cái CB như này. Và đây là dòng này là dòng chống cháy quý vị nhá. Đây cái mặt này nó bằng sứ này, nó bằng sứ không phải bằng nhựa quý vị nhá, không phải bằng nhựa đâu. Đấy, hàng này là hàng cao cấp cho em này nhá. Rồi, hôm nay sale với giá chỉ có 75.000, quá rẻ, quá đẹp, tuyệt vời luôn. Rồi, còn bác nào mà muốn xài nhiều hơn thì đây 6 ổ cắm cho em nhé, 6 ổ cắm có CB để bảo vệ cho luôn nhé. Muốn tắt thì tắt, muốn dùng thì dùng. 95.000 một ổ cho em, đấy, với giá 95.000 nhé. Rồi, đến là một số màu về bóng đèn. Đấy, bóng đèn thì em có 3 màu bóng đèn. Bóng đèn 10W nhé, 10W thì bóng đèn LED 10W. Với giá chỉ có là 15.000 nhé. 15.000 một bóng 10W cho em này. Và 15W thì 25.000 nhé, 15W nó 25.000 cho em này. Ok chưa? Còn đây là một cái anh đài 50W cho em. Anh đài 50W với giá chỉ còn 50.000. Đấy, 50.000. Ok chưa? Rồi. Còn quý vị nào mà có quan tâm đến những cái sản phẩm nào thì mình có thể tiếp tục xem các video quý vị nha. Em tiếp cho toàn thể quý bà con quạt mình một cái mẫu sản phẩm, đấy là mũi khoan. Đây là cái dòng mũi khoan. Cái này khoan là khoan tường, khoan bê tông cho em. Mũi này là mũi hai cành nhá. Mũi hai cành cho em này, cực kỳ là ok luôn, là hợp kim là được nhá. Rồi, xài cực kỳ là đã luôn quý vị ơi. Cái mũi này ấy, mũi này đặc biệt thì mũi này mình là cái đầu kẹp nhá, dành cho máy khoan đầu 13 ly hoặc khoan pin. Về cái dòng đầu kẹp nhá. Đầu này là đầu tròn này, đầu 4 cành này mình sẽ kẹp cái đầu kẹp 13 ly để mình khoan nhá. Thì ngày hôm nay trên kênh này sẽ thanh lý cho toàn thể quý vị bà con quạt mình ấy với một cái giá quá hợp lý luôn nhá. 5.000 đồng một mũi thôi, chỉ có 5.000 đồng một mũi nhá. Rồi, quý vị quan tâm thì alo cho em nhá. Em liên tiếp cho toàn thể quý bà con quạt mình cái mẫu sản phẩm đèn pin nhá. Đây là một cái mẫu đèn pin đầu loa có tay cầm nhá. Hàng này là phải nói rọi siêu xa và siêu sáng luôn. Phải nói chính xác là như vậy nhá. Có đèn báo pin này, có đèn báo pin luôn. Hay có ổ sạc theo kèm đầy đủ nhá. Dây sạc có dây sạc theo kèm đầy đủ quý vị ơi. Và mấy cái này là mình sạc bằng cụ sạc điện thoại nhà mình nhá. Rồi, hôm nay em sẽ thanh lý cái mẫu sản phẩm này với một cái giá nhá. Vừa mua vừa tặng luôn, có mua có tặng luôn nhá. 95.000, 95.000 một cái sản phẩm. Nó một cái đèn pin mini. Đấy, một cái đèn pin mini nhỏ gọn đẹp xinh xắn như này nằm trong hộp, và một cái đèn pin đầu loa như này chỉ có giá là 95.000. Đấy, quý vị bà con hoặc mình quan tâm thì alo nhá. Xin chào toàn thể quý bà con hoặc mình cái mẫu sản phẩm đèn thờ quý vị nhé. Đây là cái mẫu đèn thờ ấy, nhỏ nhắn xinh xắn luôn. Và đặc biệt là em này nó là xài pin tiểu nhá, pin tiểu hay pin rờ móc ấy, có công tắc, lúc nào mình dùng thì mình bật và không dùng thì mình tắt lên nhá, tắt cho em nhá. Rồi, cứ cho hai quả pin vào đây là ok này. Và cái mẫu này thì nó cực kỳ là gọn nhẹ và siêu đẹp luôn. Thì khi mua mình em sẽ tặng luôn cho mình một cặp pin nhá, một cặp pin cho em. Thì giá hôm nay em sẽ thanh lý với giá là 35.000. 35.000 một cây nhá, một cặp là 70.000. Quý vị bà con bạc mình có nhu cầu quan tâm thì alo cho em nhá. Em lên cho toàn thể quý bà con của bác mình một mẫu sản phẩm nhé. Một cái vòi nước Rumani, hay hàng cực kỳ cao cấp. Đây là cái mẫu sản phẩm hàng inox 304 quý vị nhé. Hàng cao cấp, cực kỳ là xịn sò luôn. Đấy, còn là khắc in dấu chữ luôn nhá, cực kỳ ngon. Ren của nó là ren 21 này, ren 21 quý vị nhé. Đấy, cực kỳ là ok rồi. Nói chung là sản phẩm này thì bao chất lượng xài quý vị nhé. Không bị dị rác này, không bị hàng bao đảm bảo chất lượng cho quý vị bà con hoặc mình sử dụng này. Đây mình có thể muốn nối thêm này thì mình mở cái đầu này ra nhá. Mình mở cái đầu nào ra. Còn muốn nối nhanh thì đây có sẵn nối nhanh rồi. Mình dắt vào giống như các cái súng rửa xe, mình dắt trực tiếp vào đây luôn nhá. Mình sử dụng ấy cực kỳ là ok. Thì ngày hôm nay em sell cái mẫu sản phẩm này cho toàn thể quý bà con hoặc mình với giá chỉ có là 50.000 một cái nhá, 50.000 một cái. Đây, hàng bao xịn sò, bao chất lượng như này.